mọi người bốn phía hút một ngụm nương khí dĩ nhiên nói thực lực của liễu bách sinh không được tốt lắm hắn chính là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bốn trong đệ tử đời thứ hai cũng coi như rất không tồi tiên thiên cảnh tầng thứ hai thuộc về trung kỳ so với ba tầng đầu tiên thiên cảnh thực lực trí ít mạnh hơn ba lần nếu là cổ thái bị cổ thần nói như vậy thì đã sớm nổi giận lôi đình rồi cho dù vân hiền cũng sẽ đỏng khí bất quá liễu bách sinh không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút nói thực lực chỉ thể hiện rõ ràng trong chiến đấu bằng con mắt phán đoán cũng không nhất định chính xác người dám lời cuồng ngạo như vậy xem ra người đầu với vân hiên vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính cổ thân mỉm cười không phủ nhận cũng không thừa nhận thần tình liếu bách sinh ngưng trọng nói vậy để cho ta tới nghi một chút thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào nói xong liếu bách sinh xòe tay ra một thanh trường tiên đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn trường tiên dài hơn ba trượng toàn thân màu trắng một đoạn nối tiếp một đoạn không phải là do kín trúc nào đó luyện chế ra mà là một chiếc xương sống thật dài chính là một thành cốt tiên trên mặt mọi người kinh hãi pháp khí trong tay liều bách sinh tự nhiên chính là trí chí bảo trấn tộc liễu gia đền đến đến, đến điện mãng nguyễn cốt tiên điện mãng là một loại yêu thú thành niên đều đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên. điện mãng nguyễn cốt tiên này chính là do tổ tiên liễu gia dùng một bộ xương cột sống của điện mãng thành niên luyện chế thành cũng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất pháp khí trung phẩm điện mãng nguyễn cốt tiên xuất hiện trong tay liễu bách sinh giống như có sinh mạng giống như một đầu cốt xà liên tục vặn vẹo một đạo quang mang màu trắng từ điện mãng nguyễn cốt tiên xuất hiện trong sát na liền biến thành quang mang chói mắt tay phải liễu bách sinh xoay tròn Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên theo thủ thế của liệu Bách Sinh hóa thành vòng tròn cuộn sóng liên tiếp. Trong chớp mắt, Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên hóa thành hơn 10 vòng tròn, đẩy về phía cổ thần. Chân khí tiên thiên một vòng lại một vòng cuộn sóng, không ngừng từ tiên bị đuôi do đổ vào, hình thành một đạo tiên cương, thẳng tắp bắn về phía cổ thần. Đạo tiên cương này trói mắt tới cực điểm, giống như một thanh lợi chùy. Phía sau hơn 10 vòng tròn cuộn sóng không ngừng đẩy chân khí tiên thiên vào tiên cương, khiến quang mang tiên cương càng lúc càng mạnh mẽ. Tiên cương tuy rằng chỉ có một vòng nho nhỏ, thế nhưng giống như chùy thủy sắc bén trong mắt cổ thần vô cùng mừng trọng lực lượng trong đạo tiên cương này so với công kích thanh giao kỳ vân hiên khống chế vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp mấy lần đồng thời phía sau tiên cương do thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn không ngừng thúc đẩy chân khí vào trong tiên cương mười mấy vòng tròn có hơn mười đạo dự trữ lực lượng cung cấp trong thời gian ngắn nếu muốn đón đỡ đạo tiên cương này không chỉ phải ngăn cản được đạo tiên cương siêu cường trước mắt trong sát na còn phải đối kháng lại với hơn mười đạo lực lượng theo sau nếu như không có tu vi cao hơn liều bách sinh một tầng cấp của thực khó có thể ngăn cản tiên cương cường đại này tiên, đặc điểm chủ yếu nhất là linh hoạt, vì vậy đối mặt với công kích từ tiên rất khó tránh né. Tuy rằng đạo tiên cương kia thẳng tắp đánh về phía cổ thần, thế nhưng trong phương viên ba trượng xung quanh cổ thần, mặc kệ di động tới vị trí nào đi nữa, tiên cương cũng có thể chuyển hướng trong nháy mắt, tiếp tục công kích tới. Đồng thời, chạy thoát bước đầu tiên, tiên thế của Liễu Bách Sinh càng thêm cường thịnh, một lần nữa truy đuổi, như vậy càng khó hơn 10 lần, khi đó, uy lực tiên cương mạnh hơn mấy lần. Vì vậy, không thể chạy, chỉ có thể đối dịch chính diện Liễu bách sinh bằng vào điệt mãng nhuyễn cốt tiên hầu như quét ngang tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4. trừ phi là cao hơn hắn một tầng cấp bằng không đừng mơ tưởng chính diện ngăn cản được một tiên này của hắn mọi người bốn phía đều mở to hai mắt một tiên này của liễu bách sinh so với công kích bằng thanh giao kỳ của vân hiên khi thế mạnh mẽ hơn rất nhiều thế nhưng mọi người không nghĩ rằng cổ thần thất bại ngược lại trong lòng đều có vài phần chờ mong muốn nhìn xem cổ thần làm sao ngăn cản được tiên cương từ liễu bách sinh sáng lập kỳ tích cũng giống như vừa ngăn cản được công kích thanh giao ngược lại còn gây thương tích cho thanh giao loại suy đoán này theo lẽ thường là chuyện không có khả năng xuất hiện một lần trong lòng mọi người sẽ chờ mong xuất hiện lần thứ hai cổ thần không để mọi người thất vọng không hề lưu lại tay phải nhắc dương kiếm lên quay về phía tiên cương trực tiếp đâm mạnh về phía trước tay cháy cầm âm kiếm lập tức một kiếm đánh xuống đồng dạng một đạo kiếm cương bùng lên chém vào thân tiên đinh một đạo thanh âm chói tai vang lên kiếm cương và tiên cương chính diện va chạm với nhau một đạo sóng khí từ điểm va chạm nan tràn bốn phía phạm vi đủ 10 trượng mới dần dần tiêu tán mùi kiếm dương kiếm và đầu điện mãng nhuyễn cốt tiên chạm vào nhau đều không lui lại nửa phần hình thành tình thế tương đương kỳ dị khóe miệng liều bách sinh vảnh lên tay phải xoay tròn chân khí tiên thiên theo thân điện mãng nhuyễn cốt tiên hình thành mười mấy vòng tròn giống như sóng biển một sóng lại một sóng theo mũi tiên đẩy đi hơn 10 đạo lực lượng dự bị trong nẻ mắt ầm ầm tuôn trào hơn 10 đạo lực lượng dự bị này mỗi một đạo đều có uy lực tương đương tiên cương đầu tiên nếu như đụng vào dương kiếm cổ thần rất khó ngăn cản chính vào lúc này kiếm cương từ âm kiếm chặt lóe bổ sung dưới và chính diện thân điệt mãng Nguyễn cốt tiên bị kiếm cương bổ sung tuy lực to lớn tới mức nào nếu như thân thể liếu bách sinh bị kiếm cương bổ trúng nhất định có thể đơn giản chém thành hai nửa điệt mãng Nguyễn cốt tiên vang lên tiếng trầm đục vị trí vừa mới bị kiếm cương bổ chúng nhất thời lún xuống một vòng tròn kia bị cổ thân hoàn toàn đánh tan mười mấy vòng tròn nối tiếp vòng tròn một vòng bị đánh tan những đạo lực lượng dự bị phía sau nhất thời không thể lan truyền lên lực lượng cường đại nhất thời quay ngược lại người sử dụng tiên toàn bộ thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn tức thì tán loạn mũi tiên cũng lay động kịch liệt đâm loạn xạ về hai phía trái phải rơi khỏi vị trí dương kiếm cổ thần vừa đối địch một kiếm của cổ thần đã chặn đứt sự khống chế đối với điện mãng nguyện cốt tiên của liễu bách sinh dương kiếm không còn tiên cương ngăn cản nhắc thời kiếm cương trương lên đâm thẳng về phía trước trực tiếp bác bức thân thể liếu bách sinh mọi người thất kinh một tiên ẩn chứa lực lượng dự bị phía sau dĩ nhiên bị cổ thần nhẹ nhàng phá giải như vậy đúng như chờ mong của bọn họ nhưng ngoài dữ liệu trên mặt cổ hiền và tam trưởng lão đều lộ nụ cười hưng phấn vừa rồi bọn họ tràn ngập lo lắng sợ cổ thần không thể chống đỡ được một tiên kia thế nhưng cổ thần đã ngăn cản được thậm chí còn chiếm thượng phong công kích ngược lại. Giờ khắc này, bọn họ nhất thời thấy được hy vọng thắng lợi, Liêu gia đã liên tục thắng lợi 3 lần hội võ, chiếm vị trí thứ nhất, lợi ích của toàn bộ thành Nhạc Thủy đã bị bọn họ chiếm đi phân nửa. Cứ tiếp tục như vậy, hai nhà cổ vẫn sẽ từ từ bị Liễu gia thôn phệ. Nếu như có thể đoạt được một lần đệ nhất trong tam gia hội võ, vậy thì tình huống sẽ khác nhau rồi. Thu được hai thành sản nghiệp của Vân gia, một thành sản nghiệp của Liễu gia, thực lực gia tộc sẽ tăng lên đối mặt với kiếm cương nhanh như chớp của cổ thần hai chân liếu bách sinh rậm nhẹ cấp tốc lui lại phía sau đồng thời tay phải cấp tốc huy động rất nhanh đã khống chế được biệt mãng nhuyễn cốt tiên chỉ thấy tay phải nghiêng về phía đỉnh đầu nhấc nhẹ liên tục biến áo thành nhiều tư thế kỳ quái biệt mãng nhuyễn cốt tiên nhất thời kêu vang giống như một đầu cốt xà bay lượn giữa không trung trong sát na cốt xà dĩ nhiên bay lượn vô số lần tại không trung hóa thành tầng, tầng tầng tiên ảnh mùi tiên lập lời mỗi một lần xuất hiện liền bắn ra một đạo tiên cương chỉ trong thời gian nửa lần hô hấp không trung xuất hiện mười mấy đạo tiên cương giống như liêu tinh sùng súng đất nhất tề phóng về phía cổ thần đùi phải cổ thần dậm trên lôi dài nhất thời dừng cước bộ thân thể lấy chân phải làm trục toàn thân xoay tròn trong lúc xoay tròn âm dương phân nguyên kiếm bổ ra trong nháy mắt bổ ra hơn mười kiếm về bốn phương tám hướng từng đạo kiếm cương xuất hiện bốn phía xung quanh cổ thần vang lên tiếng đinh đương vang vọng hoàn toàn ngăn cản toàn bộ tiên cương thậm chí có vài đạo kiếm cương bổ về phía liễu bách sinh trên lôi dài nổ bắn ra vô số đạo quang mang từng đạo kiếm cương Tiên cương giống như lưu tinh trên bầu trời, toàn bộ không gian lôi dài đều là tiên ảnh và kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, khiến khán giả bên dưới không phân biệt được tình hình chiến đấu của hai người như thế nào. Nhưng nhìn tiên ảnh chủ động công kích trên bầu trời tựa hồ liếu bách sinh chiếm ưu thế, nhưng trong tiên ảnh liên tục xuất hiện kiếm cương, nói rõ cổ thần chưa bị thua, hai người vẫn đang chiến đấu, kích đầu với tốc độ nhanh tới kinh người mà mọi người mở to hai mắt cũng không nhìn ra được ai thắng ai thua tựa hồ còn đang trong giảng co chỉ là dần dần tiên ảnh trên lôi dài càng lúc càng nhiều từ từ bao phủ toàn bộ lôi dài mà kiếm cương lại dần dần mất đi hình bóng một lần hồ hấp hai lần hồ hấp ba lần hồ hấp đủ hơn mười lần hồ hấp mọi người không nhìn thấy kiếm cương xuất hiện nhưng nhìn tiên ảnh đầy trời nói rõ chiến đấu còn chưa kết thúc mọi người mở to hai mắt nhìn ai cũng không dám nhảy mắt lấy một cái dường như rất sợ bỏ lỡ chuyển biến trong nhảy mắt đủ qua gần hai mươi lần hô hấp trong lòng không ít người cho rằng cổ thần đã tới thời điểm cuối cùng đột nhiên một đạo kiếm cương phóng lên cao kiếm cương dài tới hơn bốn trượng mặt ngoài kiếm cương có rất nhiều chân khí tiên thiên hóa thành kiếm khí hình thành quang mang cự kiếm dài tới vài chục trượng thẳng trung trời cao tinh thần mọi người đại trấn phản kích của cổ thần lại một lần nữa bắt đầu rồi kiếm quang trói mắt vừa ra tiên ảnh tầng tầng trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán trên lôi dài chỉ còn lại cự kiếm hư huyễn phóng thẳng trời cao sắc mặt Liêu bách sinh có chút trắng bệch điện mạng nguyễn cốt tiên cũng đã mất đi quang mang chói mắt lúc trước vu một thanh cự kiếm ngang trời đánh xuống một đạo quang mạc cắt phía chân trời nhắm thẳng liếu bách sinh chém tới nhãn thần liếu bách sinh co lại tựa hồ làm ra quyết định quan trọng nào đó nhìn kiếm cương rực rỡ ép tới lập tức lắc đầu thân ảnh khẽ động trực tiếp nhảy ra khỏi lôi đài người rời khỏi lôi đài đến 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 thua liều bách sinh dĩ nhiên chủ động chịu thua hai tay chém xuống dừng lại cự kiếm hư huyễn nhất thời tiêu tán trong không trung nếu như vừa rồi Liễu Bách Sinh không chịu thua, một kiếm này chém xuống chỉ sợ toàn bộ lôi dài sẽ bị chia thành hai nửa. Trên lôi đài chỉ có một mình một người cổ thần, hai nhà Vân Liêu đã bị đấu loại, hội võ ba nhà lần này. Cổ thần liên tục đánh bại Vân Hiên Vân Gia, Liễu Bách Sinh liệu Gia giúp cổ gia giành thắng lợi. Dựa theo quy củ, liệu Gia phải giao một thành sản nghiệp, Vân Gia phải giao hai thành sản nghiệp cho cổ gia. Nhãn thần mọi người ngẩn ngờ có điểm không hiểu ra sao. Một kiếm này của cổ thần, Liễu Bách Sinh không hề ngăn lại mà còn chủ động nhảy xuống dưới lôi dài chịu thua bất quá đông đảo tu sĩ tiên thiên từ tầng 6 trở lên nhìn tiên ảnh vừa rồi tán đi liền biết được sắc mặt liễu bách sinh tái nhợt hô hấp không đều hiển nhiên là dấu hiệu của việc tổn hao tinh nguyên quá lớn vừa rồi hai người tương truyền liễu bách sinh biết trận chiến này rất quan trọng vì vậy xuất thủ hết mười thành thực lực thế nhưng một tiên nổi tiếp một tiên chừng như vô hạn vẫn bị cổ thần trực tiếp đánh phá sau đó cổ thần càng chiếm thượng phong tiến hành phản công đối với liễu bách sinh chỉ một lần giao phong liễu bách sinh liền rõ ràng thực lực của cổ thần không thấp hơn hắn cho dù hắn lấy ra mười thành thực lực cũng không nắm chặt phần thắng trong tay vì vậy liền bạo phát tu vi thi triển ra pháp quyết cực mạnh của liễu gia đến 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 tiên ảnh trọng trọng tiên ảnh trọng trọng cần phải có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu trở lên mới có thể hoàn chỉnh thi triển thành công chiêu này liễu bách sinh mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bốn tiêu hao bảy tám phần mười tinh nguyên mới có thể thi triển tiên ảnh trọng trọng có hình có dạng khởi xướng công kích mạnh mẽ đối với cổ thần nguyên tưởng rằng cổ thần vô luận thế nào đi nữa cũng bại trận dưới tiên ảnh trọng trọng thế nhưng liều bách sinh không nghĩ tới lực lượng thân thể của cổ thần mạnh tới đáng sợ tiên ảnh khắp bầu trời kia mang theo vô số tiên cương ập xuống cổ thần đều bằng âm dương phân nguyên kiếm trong tay đòn đỡ mọi người nhìn thấy trên lôi dài chỉ còn có tiên ảnh tầng tầng lớp lớp nhưng trên thực tế cổ thần đứng nguyên tại chỗ song kiếm liên tục mổ về bốn phương tám hương thu nhỏ phạm vi phòng ngự vừa đủ thân người vừa vạn phòng hộ thân thể hắn bên trong một chiêu tiên ảnh trọng trọng này tuy có uy lực vô cùng nhưng tiên cương từ bốn phương tám hướng công kích không cách nào đột phá được phòng tuyết của cổ thần đều bị âm dương phân nguyên kiếm ngăn cản bên ngoài liệu bát sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng tinh nguyên tiêu hao cực lớn trải qua thời gian hơn 20 lần hô hấp cũng không thể đánh bại được cổ thần tuy rằng cổ thần chỉ phòng thủ trong phạm vi bá thước thế nhưng kín đáo vô cùng cho dù tiên ảnh nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá được phương viên bá thước xung quanh cổ thần liễu bách sinh thấy thế trong lòng thầm hô biến thái hắn tung ra tiên ảnh trọng trọng cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ năm cũng khó có thể chống đỡ thế nhưng cổ thần lại hoàn toàn ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng không hề có dấu hiệu sử dụng lực lượng quá nhiều tinh nguyên hao kiệt trái lại liễu bách sinh liên tục duy trì tiên ảnh trọng trọng hơn hai mươi hô hấp tinh nguyên tiêu hao quá lớn sớm mệt mỏi không chịu được cổ thần đờ tiên ảnh trọng trọng liễu bách sinh liền biết hắn đã thua tinh nguyên sói mòn nghiêm trọng hiện tại ngay cả Vân Hiên cũng kém hơn, làm sao có thể liều mạng được với cổ thần, vì vậy, thấy cổ thần bổ tới một kiếm, Liên chủ động buông tha, trực tiếp chịu thua, mọi người cổ gia nhất thời đứng lên, nhịn không được hoan hô một tiếng, nguyên bản đệ từ đời thứ ba cổ gia tổng hợp lại là nhà có thực lực yếu nhất, thế nhưng cổ thần lên dài lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ, không chỉ đánh bại được Vân Hiên, càng đánh bại Liễu Bách Sinh, giúp cổ gia thu nhận vị trí đệ nhất. Thời điểm đến liệu ra, cổ hiền thầm nghĩ giữ được vị trí thứ hai đã là chuyện vô cùng khó khăn thế nhưng kết quả lại là thu được đệ nhất. Mọi người nhìn cổ thần giống như đang nhìn quái vật. Tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng 3 dĩ nhiên chiến thắng tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Vừa rồi tiên ảnh tầng tầng lớp lớp, mọi người căn bản không nhìn thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu của cổ thần và Liễu Bách Sinh, chỉ biết được Liễu Bách Sinh sử dụng chiêu cực mạnh tiên ảnh trọng trọng liên tục hơn 20 hô hấp. Đột nhiên một đạo kiếm cương phóng lên cao, phá hủy tiên ảnh trọng trọng, sau đó Liễu Bách Sinh chủ động nhảy ra khỏi lô đài chịu thua. Tất cả chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hào mang chật lóe, trên giải xuất hiện một người chính là thành chủ thành nhạc thủy cung thường nghệ hắn nói theo quan phủ chứng kiến hội võ ba nhà lần này cổ gia thắng lợi giữ vị trí đệ nhất liều gia xếp thứ hai vân gia xếp thứ ba sau ba ngày vân gia bàn giao hai thành sản nghiệp liêu gia bàn giao một thành sản nghiệp chuyển cho cổ gia không được kéo dài nói xong cung thường nghệ đi tới trước mặt cổ thần nói ngươi là cổ thần cổ thần gật đầu nói đúng cung thường nghệ gật đầu trong ánh mắt lộ về thưởng thức nói người rất không tồi đế đình cần thiên tài giống như người người có hứng thú gia nhập đế đình cánh cửa đế đình tùy thời mở ra mời người vào lời nói của cung thường nghệ khiến mọi người cả kinh đế đình dĩ nhiên phát lời mời đối với cổ thần đây chính là chuyện chưa từng phát sinh tại thành nhạc thủy cho dù là vân hiên trước đó được mệnh danh là thiên tài đệ nhất thành nhạc thủy cũng không có đãi ngộ này đế đình nha chính là thế lực tu tiên cường đại nhất tại danh triều chỉ cần gia nhập đế đình toàn bộ đại danh triều không kẻ nào dám coi thường ngươi cho dù là thế gia hay là tông phái tu tiên Cổ thân giả vờ trầm tư, lắc đầu. Cổ thân lý giải đối với đế đình so với mọi người trong thanh nhạc thủy rõ ràng hơn nhiều lắm. Có thể nói, so với thanh thủ cung thường nghệ còn rõ ràng hơn. Kết trước đại cửu lớn nhất của cổ thần chính là thái tử đại danh Tàng Thiên Cơ. Đương nhiên rõ ràng đối với đế đình. Phạm vi toàn bộ đế đình đại danh triều, phương viên hơn 10 vạn dặm. Phạm vi lớn như vậy chỉ dựa vào nhân thủ tàng gia căn bản không thể quản nổi. Vì vậy liền phân chia lãnh thổ thành chín phần, do chín đại thế gia tu tiên phân biệt quản lý. Tàng gia chiếm địa phương trung ương, sau đó đông tây nam bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, tám phương hướng do tám đại thế gia quản lý. Mỗi một đại thế gia đều quản lý phương viên vượt qua 10 vạn dặm. Thanh Nhạc Thủy ở nơi cực đông đại doanh, phương viên chính đông 10 vạn dặm do cung gia quản lý. Cung Thường Nghệ mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ năm mà đã trở thành chủ thành Nhạc Thủy. Tự nhiên bởi vì hắn là người của cung gia một trong chín đại thế gia tu tiên, Thanh Nhạc Thủy chỉ là một tòa thành nhỏ. Đối với toàn bộ lãnh địa 10 vạn dặm cung gia quản lý mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì. Cung thường nghệ này cũng chỉ là một nhân vật cực nhỏ trong cung gia mà thôi. Nếu không cũng không phải tới quản lý to thành nhỏ như vậy. Tuy nói cung thường nghệ mời cổ thần gia nhập đế đình, trên thực tế là vì cung gia mời cháu nhân tài mà thôi. Là người cung gia, cung thường nghệ tự nhiên rõ ràng, vân hiên 16 tuổi bước vào tiên thiên cảnh. Tại thành nhạc thủy coi là đệ nhất thiên tài, nhưng phóng mắt toàn bộ lãnh địa cung gia, thực sự không coi là cái gì, còn đừng nói tới toàn bộ đại danh triều. Trong mắt tu sĩ, hậu thiên cảnh căn bản không tính là tu tiên giả tới tiên thiên cảnh mới tính là nhập môn chỉ khi tiến vào thân hải cảnh có pháp lực vô biên mới chân chính bước vào tu tiên tri đạo đối với người thành nhạc thủy mà nói đế đình chính là quái lật lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết nếu như đế đình muốn thu người sợ là phá vỡ đầu cũng phải chui vào thật nhanh thấy cổ thần lắc đầu trên mặt mọi người đều lộ ra thần tình không thể tưởng tượng ngay cả liễu hóa nguyên cũng không ngoại lệ thần sắc cung thương nghệ ngẩn ra hiển nhiên không nghĩ tới cổ thần sẽ cự tuyệt năm nay cổ thần mới 11 tuổi đã bước vào tiên thiên Tốc độ như vậy cho dù là toàn bộ lãnh địa cung gia đã coi như rất không tồi, sinh thời, hy vọng đột phá thân hải cảnh rất lớn. Chính bởi vì có hy vọng đột phá thân hải cảnh, cung thường nghệ mới nổi lên tâm tư mời chào cổ thần, bằng không mà nói. Tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đối với cung gia bất quá là một tu sĩ vừa mới nhập môn mà thôi. Vì sao? Người không muốn? Cung thường nghệ hỏi. Tất cả mọi người âm thầm vì cổ thần mà sốt ruột nếu như hắn gia nhập vào đế đình. Trong gia tộc có người gia nhập thế lực đế đình. Sau này cổ gia tại thành nhạc thủy còn ai dám chọc vào? Cổ thân cận đầu nói, cổ thân còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa muốn rời nhà. Gia nhập cung gia cũng giống như người thường gia nhập cổ gia, bất quá là một hạ nhân. Cho dù tu vị tăng trưởng nhanh hơn nữa, đối với cung gia có tác dụng rất lớn thì tối đa ban thường họ cung, trung quy vẫn là hạ nhân. Cổ thần không muốn làm hạ nhân, cũng không muốn thay đổi họ, sao lại phải gia nhập cung gia gì đó. Cung thường nghệ nói, gia nhập vào đế đình, chỗ tốt không ít, có tu sĩ thân hải cảnh chỉ đạo tu luyện cho ngươi sẽ dạy cho người pháp quyết trung thừa sau này có thể đột phá tới thân hải cảnh đó chính là cảnh giới tu tiên chân chính pháp quyết tiểu thừa tối đa chỉ bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. tuyệt đối không thể đột phá bước vào thân hải cảnh mọi người nghe xong trong lòng đập thình thịch có tu sĩ ngoài thân hải cảnh chỉ đạo có thể học tập pháp quyết tu luyện tới thân hải cảnh trời ạ à, có chuyện tốt như vậy không ít người thầm lá hết trong lòng để ta đi làm châu làm ngựa ta cũng nguyện ý có tu sĩ thân hải cảnh trở lên chỉ đạo, có thể tu luyện pháp quyết trung thừa đột phá thân hải cảnh. Cổ thần đối với điều này không hề để ý tới, kiếp trước hắn có kinh nghiệm mệnh tuyển cảnh, cần gì tu sĩ thân hải cảnh tới chỉ đạo, hắn có vô số pháp quyết thượng thừa, còn cần gì tới pháp quyết trung thừa đột phá bước vào thân hải cảnh. Cổ thần vẫn lắc đầu như trước, cung thành chủ có ý tốt, cổ thần xin tâm lĩnh, tạm thời cổ thần chưa muốn rời nhà. Trên mặt cung thường nghệ không còn tiểu ý như trước, hắn có điểm hỏa nghi, cái đầu tiểu tử này không bình thường, điều kiện tốt như vậy dĩ nhiên không nhận lời chừng nào ngươi nghĩ thông suốt muốn bước vào cảnh giới tu luyện càng cao thâm hơn có thể tới tây thành tìm ta để đỉnh vĩnh viễn hoan nghênh người cung thường nghệ lưu lại một câu nói rồi nhanh chóng rời khỏi lôi dài cổ thần cũng hạ lôi đài bước về phía đám người cổ ra hội vó ba nhà đã kết thúc hai nhà cổ vân đều hướng liệu ra nói lời từ biệt rồi lục tục bước ra khỏi phủ ngoại trừ người trong nhà người ngoài ngự khí phi hành trong phủ là hành vi cực kỳ không tôn trọng vì vậy muốn ngự khí phi hành cần phải rời khỏi liệu ra mới được Dọc theo đường đi, nhãn thần mọi người nhìn về phía cổ thần vô cùng đặc sắc. Dùng một câu để hình dung, chính là hoàn toàn không hiểu ra sao. Cổ thần đại phát thần uy, trong tam gia hội võ liên tiếp chiến thắng Vân Hiên Liễu Bách Sinh. Để mọi người nhìn hắn với con mắt hoàn toàn khác xưa, trong mắt đã nhiều hơn kính trọng thế nhưng vừa rồi cung thành thủ mời hắn gia nhập đế đình hắn cư nhiên từ chối điều này khiến mọi người vô cùng không hiểu trong suy nghĩ của mọi người điều này hoàn toàn là cái bánh từ trên trời rơi xuống nện vào đầu cổ thần thế nhưng tiểu tử này sau khi nhận được bánh dĩ nhiên thả xuống dưới mặt đất đây rõ ràng là phá hủy thiên vật à vì vậy cổ thần trong lòng bọn họ lại có chút cảm giác ngu ngốc vừa kính trọng hắn nghĩ hắn rất lợi hại vừa khinh bỉ hắn nghĩ hắn rất ngu ngốc nhãn thần mọi người hỗn loạn hoàn toàn không hiểu trong lòng cổ thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nửa canh giờ sau, đám người cổ thần về tới cổ gia. Lúc này cổ thần mới hỏi hắn về chuyện cung thành chủ phát lời mời. Cổ thần tự nhiên không nói cho hắn pháp quyết vô thượng nào đó hắn cũng có. Không cần phải đi đế đình, tuy tiện tìm một lý do, qua loa tắc trách cho xong. Cổ hiên và tam trưởng lão khuyên bảo, hắn cũng không nghe. Đến lúc này, mọi người cổ gia nhìn cổ thần đã là thành phần ngu mốc chiếm phần lớn rồi. Đối với tu sĩ thành nhạc thủy mà nói, tiên thiên cảnh tầng thứ 9 chính là điểm tối cao. Đồng thời còn là điểm tối cao trên lịch sử còn tối cao ngày hôm nay mới chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ bảy cổ thần cư nhiên giải thích rằng mình không muốn rời nhà trong suy nghĩ của bọn họ rõ ràng chính là ngu ngốc không ai bằng cổ thần đối với đám người ếch ngồi đáy giếng này suy nghĩ về mình như thế nào cũng không buồn để ý một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi cổ ra đồng thời cổ thần biết ngày này sẽ không lâu lắm về đến nhà tiểu bạch lập tức từ trong phòng chạy ra nhảy lên đầu vai cổ thần hài lòng hỏi thế nào cổ thần thắng hay không cổ thần có phải là đệ nhất cổ thần gật đầu tiểu bạch lập tức hoan hô ha ha, ta biết cổ thần là lợi hại nhất cổ thần cười cười vui vẻ sờ đầu tiểu bạch đêm đó cổ thần đang ngồi trong phòng tu luyện bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên thanh âm hạ nhân từ bên ngoài truyền vào cổ thiếu gia tiểu thư vân tuyết vân ra cầu kiến cổ thần mở mắt ra sau một lúc nói không gặp vân tuyết là ai vậy tiểu bạch rỗi người hỏi người vân ra người chưa thấy qua cổ thần nói tiểu bạch kỳ quái hỏi thăm nàng tới gặp ngươi người thế nào không đi gặp nàng nàng chọc người tức giận đúng lúc này bên ngoài truyền tới thanh âm vân tuyết cổ thần cổ thần hi hi nàng đang ở bên ngoài gọi ngươi tiểu bạch cười nói nàng mới là một tiểu cô nương 12 tuổi ta tức giận cái gì đối với nàng xem ra ta sống lại thời điểm thiếu niên ngay cả tâm tính cũng có chút biến đổi trong lòng cổ thần tự giễu cười cười cổ thần nhìn thoáng qua bên ngoài chậm dài đứng dậy bước đi Vân tuyết tiểu thư thiểu gia đang luyện công người hãy trở về trước đi bên ngoài cổ thần nghe được thanh âm hạ nhân nói với vân tuyết vân tuyết không cam lòng nhìn thoáng qua trong viện nhất thời hai mắt sáng ngời cổ thần từ trong viện bước ra nhìn không phải cổ thần đi ra rồi sao vân tuyết vui vẻ nói cổ thần bốc lên nói ăn thúc người có thể đi nghỉ để ta tiếp vân tiểu thư được rồi cổ an nhìn thoáng qua hai người gật đầu chậm rãi rời đi tin ta có việc hay sao sau khi cổ an rời đi cổ thần hỏi vân tuyết nhìn cổ thần hai người không quá quen biết đơn độc cùng một chỗ thần tình có chút không được tự nhiên thế nhưng thân tình không được tự nhiên cũng không thể che lấp được vẻ hưng phấn trong mắt nàng ngươi tài hội vào ba nhà đánh bại ca ca của ta đánh bại liếu bách sinh qua một lát cuối cùng sự hưng phấn cũng lấn át vẻ không được tự nhiên Vân tuyết kích động nói nhãn thần nhìn về phía cổ thần hiện rõ vẻ sùng bái cổ thần gật đầu nói may mắn mà thôi Vân tuyết hỏi ngươi lợi hại như vậy trước đây vì sao không nói cho ta biết ta trước đây ra sao ngươi không phải là không biết muốn nói như thế nào cổ thần hỏi ngược lại Vân tuyết sửng sốt nhờ tới cái nhìn đối với cổ thần trước đây nhất thời chột dạ nói ta ta không phải trách ngươi chỉ là chỉ là ngày mai chúng ta đi thủy tinh hồ trời có được hay không liên hoa trên thủy tinh hồ rất đẹp nàng không biết phải giải thích như thế nào thẳng thắn chuyển trọng tâm câu chuyện trung quy chỉ là một tiểu cô nương mà thôi nhìn văn tuyết cổ thần thầm nghĩ cổ thần nói hơn một năm qua ngoại trừ ăn ngủ thời gian còn lại ta đều dành hết cho tu luyện không lúc nào ta không tu luyện nếu như không có người tới tìm ta vốn không ra khỏi nhà ngươi là có ý tứ ngày mai đi hay không đi Vân Tuyết nghi hoặc hỏi, ngày mai ta muốn tu luyện, thực lực của ta là do từng giờ từng khắc tích tụ mà thành, vì vậy, không thể lãng phí bất cứ điểm thời gian nào. Cổ thần nói, vậy, ngày kia thì sao? Vân Tuyết hỏi, cổ thần lắc đầu, nói, thời gian mỗi một ngày đều phải tu luyện, người muốn đi xem liên hoa, gọi Vân Siêu hoặc cổ tung đi thôi. Trong lòng Vân Tuyết hoảng hốt nói, ta không tìm cổ tung đâu, ta, sau này ta không bao giờ chơi với hắn. Anh, vì sao? Cổ thần hỏi, Vân Tuyết không cần nghĩ ngợi nói, ta không muốn chơi với hắn, tu vi của hắn quá thấp, hoàn toàn không thể so với ngươi. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ, không có tâm cơ, những lời này cũng nói thẳng ra được. Cổ thần nhất thời hiểu ra, trước đây Vân Tuyết tìm cổ tung là bởi vì tu vi của cổ tung cao hơn so với cổ thần. Hiện tại Vân Tuyết tìm cổ thần là bởi vì tu vi của cổ thần cao hơn cổ tung. Nàng không phải thích ai, mà là sùng bái người mạnh nhất. Quả thực đúng như nàng nói, nàng muốn tìm nam nhân, nhất định phải là nhân trung chi long. Từ trước đệ nhất, cổ thần nói, ta không thể đi, đêm nay ta còn muốn tu luyện, ngươi trở về nhà thôi. Cổ thần hạ lệnh trục khách, Vân Tuyết đầy bụng ngôn ngữ nhất thời bị đánh nghẹn trở lại muốn nói gì nhưng lại không biết nói như thế nào đột nhiên nhãn thần vân tuyết sáng ngời nói nguyên lai like người thích tu luyện sau khi ta trở về cũng mỗi ngày tu luyện ta cũng muốn như ngươi sớm mày bước vào cảnh giới tiên thiên rất lời vân tuyết bước ra khỏi viện đi tới trước cửa lại quay đầu vào nói ngươi phải chờ ta ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện nhìn bóng lưng vân tuyết biến mất cổ thần lắc đầu không nói gì bóng trắng chợt lấy một con bạch hồ lớn chừng hơn một tấc từ trong tay áo cổ thần chui ra biến thành hơn một thước ngồi trên bờ vai cổ thần nàng thực xinh đẹp tiểu bạch cảm thán một tiếng cổ thần thất thanh cười nói Người cũng nhìn ra được con người xinh đẹp tiểu bạch ha ha cười nói đương nhiên rồi ngoại trừ cổ thiền ta chưa nhìn thấy qua nữ hài nào xinh đẹp như vậy vạn nhân kỳ kia so với cổ thiền vẫn tuyết còn kém xa đẹp cũng không thể mang lại cơm man cổ thần bé tiểu bạch xuống nói ngày mai chúng ta lại tới đông hoang cổ thương không bế quan còn chưa xong xem ra còn phải có một đoạn thời gian nữa tan gia hội võ hoàn tất cổ thần tại thanh nhạc thủy không có chuyện gì cần thiết sản nghiệp liệu gia và vân gia giao cho cổ gia mấy vấn đề này không cần cổ thần phải quan tâm tự có trưởng bối trong tộc đi làm có người quan phủ đế đình làm chứng căn bản không sợ hai nhà vân liễu không cho ở cổ gia so với ở trong đông hoang còn khó chịu hơn đồng thời tại đông hoang chiến đấu với yêu thú có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn ngày hôm sau cổ thần tới nam thành mua không ít linh dược luyện chế nguyên linh đan trung phẩm hiện tại tiểu bạch cũng đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bốn năm so với cổ thần không sai biệt nhiều, đều cần phải dùng nguyên linh đan trung phẩm. Sau đó, cổ thần lưu lại cho phụ thân hắn một phong thư và nguyên linh đan đủ dùng, liền mang theo tiểu bạch tiến vào đông hoang. Cổ thân vừa mới rời khỏi thanh nhạc thủy, liêu hóa nguyên liền nhận được tin tức. Liễu Xuyên và Liễu Bách Sinh đứng trước mặt Liễu Hóa Nguyên. Liễu Xuyên nói, cổ thân tiến vào Đông Hoang hai lần, mỗi lần trở về Tu Vi đều để đề thăng không ít, ta nghĩ. Bí mật của cổ thân hẳn không phải là quán động Bắc Thái Sơn, mà là trên người hắn. Liễu Hóa Nguyên gật đầu nói, nói có lý, tiểu tử này nhiều lần vượt qua dữ liệu của ta. Lần này dĩ nhiên ngay cả Liễu Bách Sinh cũng bại trong tay hắn hư. Liễu Bách Sinh nói phụ thân tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ ba bằng không không thể ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng ngón tay trỏ liễu hóa nguyên gò gõ trên mặt bàn suy từ một chút nói chân khí tiên thiên của hắn xác thực chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ ba theo ta nghĩ hắn định định có công pháp đặc thù cường hóa thân thể tộc trưởng liễu xuyên nói người này trưởng thành quá nhanh không thể lưu lại hắn trên đời phải liễu xuyên làm động tác các cổ Liễu Hóa Nguyên hơi suy tư, nói, chỉ sợ hiện tại đã chậm rồi, ngay cả Liễu Bách Sinh cũng không phải đối thủ. Tu si tiên thiên cảnh tầng 5, không giết được hắn. Liễu Xuyên bước lên một bước, nói, tộc trưởng, ta nguyện ý tiến vào đông hoang, tiêu diệt người này. Liễu Hóa Nguyên nhiều may, nói, ngươi là cánh tay phải của ta, nếu như ngươi rời đi, mọi chuyện trong tộc ai quản lý. Liễu Xuyên nói, cung thành chủ đã mở miệng mờ tiểu tử kia gia nhập đế đình. Mặc dù không biết vì sao tiểu tử này lại cự tuyệt, nhưng có thể khẳng định thành tựu tương lai của người này tuyệt đối không thấp rất có thể sẽ trở thành cường giả tiên thiên tầng thứ 9, đến lúc đó, Liêu gia không người nào có thể kháng cự, không cần chờ tới hội võ ba nhà 20 năm sau là cổ gia có thể đuổi được Liêu gia khỏi thành Nhạc Thủy. Vì vậy, tuyệt đối không thể để người này sống sót. Hiện tại ta tự mình xuất thủ, còn có hy vọng đánh chết hắn. Vụ sự trong tộc có thể do Bách Sinh quản lý. Liêu Hóa Nguyên nhìn Liêu Bách Sinh, Liêu Bách Sinh cúi đầu nói, "Phụ thân, hài nhi nhất định quản lý vụ sự trong tộc thật tốt." Liêu Hóa Nguyên gật đầu nói, "Tốt, cứ như vậy đi." Dừng lại một chút, Liễu Hóa Nguyên lại nói, Liễu Xuyên, nếu như điều kiện cho phép, có thể bắt giữ thì tận lực moi cho được pháp quyết tu luyện của hắn vào tay, ta có thể khẳng định. Pháp quyết tu luyện của hắn tuyệt đối không phải pháp quyết cổ ra. Liễu Xuyên không người, nói, rõ, tộc trưởng, hiện tại ta sẽ khiến tiểu tử kia vinh viên không thể trở lại thanh nhạc thủy. Mê mơ, người cũng phải cẩn thận, người này không tầm thường. Liệu Hóa Nguyên nhắc nhở nói, Thanh Thái Dương, Vạn Gia, trong một gian phòng ốc nhỏ, hiện tại đang có ba người ngồi. Thủ tọa là một người ước chừng 50 tuổi, Tu Vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Hai người bên dưới đều hơn 40, Tu Vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Nếu có người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ thất kinh. Tu Si tiên thiên cảnh tầng thứ 8 chính là nhị đương gia Vạn Gia Vạn Thiên Phong. Hai Tu Si tiên thiên cảnh tầng thứ 6 là trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn. Vạn Thiên Phong nói, căn cứ vào tin tức của Vạn Cừu Hải truyền đến, có thể xác định 13 tháng trước cùng nhân kiếm, nhân kỳ đi vào đông hoang, chính là tiểu tử cổ gia cổ thần. Cổ thần đã trở về một tháng, nhân kiếm, nhân kỳ cho tới hôm nay vẫn chưa thấy hình bóng. Các người tìm được tiểu tử kia, phải tìm hiểu rõ hạ là của nhân kiếm, nhân kỳ. Hắn ở nơi nào? Vạn hữu tiểu hỏi. Hôm nay đã tiến vào đông hoang, các ngươi triển khai tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra hắn. Nếu như chờ đại ca bế quan đi ra, biết được nhân kiếm và nhân kỳ thất tung khẳng định sẽ giận dữ. Vạn thiên phong nói cổ thân vừa vào đông hoang liền buông ra tù vi sử dụng tật vũ phi phong gia tốc tốc độ cực nhanh trực tiếp nhằm thẳng vào sâu trong đông hoang tu vi của cổ thần đã đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, thông qua tật vũ phi phong tốc độ so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 không kém hơn bao nhiêu nếu dùng toàn lực trong vòng một ngày có thể độ được năm sáu dặm cổ thần đã tiến vào đông hoang hai lần đây là lần thứ ba bất quá lần này tiến vào đông hoang khác với hai lần trước lần đầu tiên tiến vào đông hoang là vì tìm kiếm dẫn hồn hoa nội đàn trích hổ kết quả tại khô hồn cốc lấy được dẫn hồn hoa lần thứ hai tiến vào đông hoang là theo vạn nhân kiếm vạn nhân kỳ tiến vào hỏa diện sơn liệp sát trích hổ trước sau hai lần tiến vào đông hoang mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm tài liệu bố trí tam tuyệt đại trận mà lúc này đây cổ thân ngoại trừ tu luyện không còn sự tình nào khác mục đích duy nhất chính là tăng nhanh đề cao tu vi chân khí tiên thiên nhiều ít toàn bộ phải dựa vào mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện Vận dụng chân khí tiên thiên phải liên tục lục lọi khi chiến đấu với tu sĩ hoặc yêu thú. Tu sĩ cùng cảnh giới, cùng chân khí tiên thiên hồn hậu, uy lực phát huy ra cũng có sai biệt rất lớn, có cao có thấp. Vận dụng dung có chỗ khác nhau. Muốn trở thành một tu sĩ lợi hại chân chính, toàn bộ dựa vào khổ tu là không được, con cần phải hiểu cách vận dụng chân khí tiên thiên. Điều này cần phải có ngộ tính. Người có ngộ tính cao tuyệt chỉ cần thông qua vài lần chiến đấu là có thể ngộ ra được phương pháp sử dụng chân khí tiên thiên, có thể phát huy được uy lực cao nhất của chân khí tiên thiên. Tuy rằng kiếp trước cổ thần đã có kinh nghiệm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở kinh nghiệm, có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Những linh ngộ kiếp trước thuộc về chính hắn cần bản thân hắn tự mình trải qua chiến đấu mới có thể thể hội sâu hơn. Tiến vào Đông Hoang, cổ thần phi đội người ngày, vào sâu trong Đông Hoang hơn năm vạn dặm. Nơi này yêu thú trên cơ bản đều đã tới tiên thiên trung kỳ trở lên, trong đó yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ năm trở lên chiếm đa số. Tiên thiên cảnh tầng thứ 4 ít hơn, cũng có một bộ phận nhỏ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu lui tới. Lấy thực lực của cổ thần, có pháp khí trung phẩm, thượng phẩm trong tay, lại có pháp quyết thượng thừa không cần dùng tới thiên cương thối thể đại pháp cũng có thể nhất quyết cao thấp đối với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ năm sử dụng thiên cương thối thể đại pháp càng có thể ganh đua dài ngắn với yêu thú tiên thiên tầng thứ sáu lúc quyết chiến sinh tử với người khác thông thường cổ thần sẽ sử dụng thiên cương thối thể đại pháp dưới trạng thái thân thể tăng mạnh giết trẻ địch nhân thế nhưng thời gian rèn đúc cũng thông qua trạng thái bình thường bắt đầu với yêu thú thiên cương thối thể đại pháp là cường hóa thân thể lực lượng thân thể vốn có càng mạnh sau khi cường hóa lại càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, rèn đúc trạng thái thân thể bình thường chính là một công đôi việc. Tương phản, nếu như mỗi lần đều thông qua thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể sau đó mới rèn đúc, trạng thái thân thể bình thường lại không có biến đổi. Căn cơ tu sĩ chỉ là cường độ thân thể bình thường, mà không phải trải qua bí pháp cường hóa cường độ. Nếu muốn căn cơ vững chắc, tự nhiên phải rèn đúc thân thể trạng thái bình thường tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi tiến vào đông hoang hơn năm vạn dặm, cổ thân dừng phi hành lại, hạ xuống đông hoang sau đó mỗi ngày đều hành tẩu qua lại ban ngày gặp mấy yêu thú bác đấu vào đêm thì một lòng tu luyện pháp quyết tăng cường chân khí tiên thiên trong cơ thể vào giờ tí mỗi ngày mới đi vào giấc ngủ mỗi ngày như vậy lúc này đây cổ thần tiến vào đông hoang sự tình muốn ở đông hoang ở một thời gian tương đối lâu một lòng tiềm tu đến đại hội cạnh tranh tộc trưởng cuối năm mới trở về hôm nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ năm cho dù có tật vũ phi phong tốc độ có thể so sánh với tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 9. nhưng thực lực không thể sánh bằng tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng 7. còn kém hơn so với cổ thương nhạc lúc này tiền tu nhất định phải có đột phá mới được ngay cả cổ thương nhạc cũng không thể so sánh được bạn thiên thụy càng không cần phải nói đại địch không xác định này nói không chừng ngày mai sẽ quyết đấu chính diện đối phó với đích nhân chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất những thủ đoạn khác đối mặt với thực lực tuyệt đối đều là phù vân tiến vào đông hoang hơn năm vạn dặm cổ thần mỗi ngày đi lại trong rừng rậm không hề ngự khí phi hành, con đường vượt qua mỗi ngày không quá mấy trăm dặm, mỗi ngày đều chiến đấu với các loại yêu thú khác nhau, may lại qua ngày. Thực lực của cổ thân đều tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Liễu xuyên tiến vào đông hoang, liên tục chạy về phía trước vẫn không hề nhìn thấy thân ảnh cổ thần. Cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ cổ thần khả năng chưa vào thẳng đông hoang, mà chuyển tới địa phương nào đó, phương hướng giữa hai người có khả năng khác nhau. Sau khi tiến vào đông hoang vạn dặm, mỗi ngày liễu xuyên đều tìm tói trong phạm vi mấy nghìn dặm phương bắc. Nếu như cổ thần chật phương hướng, hẳn là con ở phía sau chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là có thể đợi được cổ thần chủ động đưa tới cửa thế nhưng liễu xuyên liên tục tìm tói hơn 10 ngày cũng không thấy nửa cái bóng của cổ thần nhất thời trong lòng không giải thích được chẳng lẽ cổ thần không tiến vào đông hoang cũng không tiến vào phạm vi vạn dặm trong vòng vạn dặm bất quá là một ít yêu thú tiên thiên cảnh tầng 1 và hậu thiên cảnh ít có yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ hai lui tới lấy tu vi của cổ thần không nên dừng lại ở phạm vi vạn dặm mới đúng lúc cổ thần tiến vào đông hoang liễu xuyên mới xuất phát từ liễu gia, hắn cho rằng với tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu tối đa trong thời gian một ngày là có thể đuổi kịp cổ thần mà liên tiếp mấy ngày vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng cổ thần liễu xuyên đâu biết rằng tốc độ của cổ thần so với hắn còn nhanh hơn gấp đôi chờ khi liễu xuyên tiến vào đông hoang cổ thần đã sớm bỏ xa hắn đằng sau mấy trăm dặm rồi càng đi tiếp khoảng cách bỏ rơi lại càng lớn một ngày sau đã bỏ rơi liễu xuyên hơn hai nghìn dặm lấy tốc độ của liễu xuyên có thúc ngựa cũng không kịp đâu nhìn thấy được bóng lưng cổ thần tại phạm vi vạn dặm đông hoang tìm tòi mười ngày liễu xuyên xác định cổ thần hẳn là ở trong phạm vi vạn dặm này vì vậy mỗi ngày thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi từ vạn dặm đông hoang chậm rãi sang chín nghìn dặm đông hoang tám nghìn dặm liên tiếp 10 ngày qua đi liễu xuyên đã tìm tới phạm vi nghìn dặm bên ngoài đông hoang vẫn không tìm thấy bóng lưng cổ thần trong vòng nghìn dặm chỉ có yêu thú hậu thiên thường xuyên lui tới liễu xuyên kết luận cổ thần không có khả năng ở trong vòng nghìn dặm bên ngoài đông hoang không thể nha thời gian theo đuôi không quá lâu chẳng lẽ tiểu tử kia vượt qua ta không chú ý tiểu tử kia đã vượt qua phạm vi vạn dặm bên ngoài đông hoang lúc này do cục liễu xuyên đã đổi sang nghi vấn khác mấy ngày hôm nay liễu xuyên tìm tòi cực kỳ tỉ mỉ cơ bản có thể xác định cổ thần không ở trong vạn dặm đông hoang từ phi mỗi ngày cổ thần trốn trong sơn động không ra ngoài bằng không không có khả năng tránh khỏi liễu xuyên tìm tòi không ở trong vòng vạn dặm lúc này khẳng định đã tiến vào sâu hơn rồi liễu xuyên nghĩ tới nghĩ lui khẳng định là hắn sơ ý bỏ lỡ cổ thần nhờ tới khả năng cổ thần đã tiến vào sâu hơn vạn dặm đông hoang liễu xuyên liền nhíu mày toàn bộ đông hoang rộng lớn vô biên lúc cổ thần tiến vào vạn dặm không biết đến tột cùng là ở địa phương nào rốt cuộc là tiến vào đông hoang hai vạn dặm, ba vạn dặm hay là bốn vạn dặm cũng nói không chừng. ngay cả liễu bách sinh đều bại trong tay cổ thần. nói rõ cổ thần có thực lực truyền với yêu thú tiên thiên tầng thứ năm. như vậy cổ thần tiến vào đông hoang năm vạn dặm cũng có thể. phạm vi đông hoang vạn dặm liễu xuyên tìm tòi trong thời gian 10 ngày, đồng thời còn tìm tòi phạm vi nghìn dặm trái phải. nếu như cổ thần xâm nhập phạm vi bốn năm vạn dặm, liễu xuyên không dám tưởng tượng tìm kiếm cổ thần tại đông hoang có bao nhiêu khó khăn. may mà đông hoang là địa bàn của yêu tộc. Ít có tu sĩ nhân loại lui tới, tại Đông Hoang tìm kiếm một người so với tìm kiếm tại đại bản nhân loại dễ dàng hơn rất nhiều. Phạm vi Đông Hoang tuy lớn, nhưng chỉ cần một lòng tìm kiếm, cơ hội gặp gỡ rất cao. Nếu như địa bản nhân loại, tuy tiện vào một thanh trì nào đó, muốn tìm một người, vậy thì giống như mò kim đáy biển. Vì vậy, Liêu Xuyên không nản chí rút lui, tiếp tục xâm nhập sâu vào trong Đông Hoang. Mỗi ngày chỉ phi độn phạm vi nghìn dặm, triển khai thần thức tìm tòi thế phải tìm cho được cổ thần mới thôi hắn hạ quyết tâm nhất định phải đánh chết cổ thần tiếp tục để cổ thần trưởng thành như vậy sau này liệu ra không người có thể chống lại toàn thanh nhạc thủy lấy cổ ra làm bá chủ sau lưng hai nhà cổ liêu có không ít mâu thuẫn nếu như thực lực hai bên cực độ không bình hành như vậy trung quy có một phương nhất định phải rời khỏi sân khấu thành nhạc thủy có thể nghĩ chỉ cần tu vi của cổ thần lại đề cao một cấp độ thanh nhạc thủy không ai có thể uy hiếp tới hắn lại thêm 20 năm nữa nếu như tu vi của cổ thần vượt qua tiên thiên cảnh tầng thứ bảy vậy thì ngày diệt vong của liễu gia sẽ tới nghĩ như vậy sắc khí của liễu xuyên đối với cổ thần giống như lửa cháy lan ra đồng có khô hạn không thể dập tắt chỉ cần ngươi còn ở trong đông hoang một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi trong lòng liễu xuyên kiên định mỗi ngày vẫn đi về phía trước tìm tòi cùng với liễu xuyên tìm tòi tung tích của cổ thần còn có hai trưởng lão vạn gia Vạn Hữu Tiều và Vạn Hữu Căn, hai người nhận được tin tức cổ thần tới Đông Hoang. Lúc đó đã là ba ngày sau, cổ thần đã sớm biến mất không còn tung tích rồi. Thế nhưng, để tìm được tung tích của Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, có thể tìm được câu trả lời trước khi Vạn Thiên Thủy xuất quan. Hai người phải tận lực tìm kiếm trong Đông Hoang. Hai người đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu. Tuy rằng nghe nói cổ thần tại hội võ ba nhà thành nhạc thủy đánh bại liễu bách sinh tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bốn. Thế nhưng điểm tu vi ấy còn chưa đạt vào mắt hai vị trưởng lão vạn gia. Hai người chia ra tìm kiếm tiến sâu vào trong đông hoang trong quá trình tìm kiếm hai người từng gặp qua liễu xuyên khoảng cách thành nhạc thủy và thành thái dương không xa cho dù có thai sơn cách trở hai thành ít qua lại với nhau nhưng liễu xuyên và hai trưởng lão vạn gia tại phạm vi vạn dặm xung quanh đều là tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh tuy rằng không quen với nhau nhưng coi như có nghe tiếng ngẫu nhiên gặp qua bắt chuyện vài câu liền tự động tách rời tìm kiếm cổ thần là chuyện quan trọng bí mật trong gia tộc tự nhiên không mở miệng hỏi người ngoài cổ thần tại một chỗ hơn năm vạn dặm trong đông hoang mỗi ngày chiến đấu với yêu thú vào đêm chuyên cần tu luyện pháp quyết ngày trôi qua cực nhanh hắn tự nhiên không biết có ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đang tìm kiếm mình trong đông hoang mỗi một ngày trôi qua chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thân hồn hậu hơn một phần đối với vận dụng chân khí tiên thiên càng lĩnh ngộ sâu hơn tu vi của hắn đều có tăng trưởng rõ rệt sau mỗi ngày trong nháy mắt tiến vào đông hoang đã hơn hai tháng rồi chân khí tiên thiên trong cơ thể đã đạt tới mức độ tương đối hồn hậu cổ thân cảm giác hắn rất nhanh sẽ chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ bốn tin tưởng không bao lâu sẽ đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ năm từ khi bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cho tới hiện tại mới chỉ trong thời gian 3 tháng lại thấy được hy vọng phốt phá tiên thiên cảnh tầng năm trong lòng cổ thân hiển nhiên rất mừng rỡ vài ngày sau cổ thân cảm giác chân khí tiên thiên toàn thân tràn ngập mỗi một địa phương trong cơ thể toàn bộ thân thể tựa hồ bánh trướng thân thể giống như của bóng cao su chân khí tiên thiên thổi phồng của bóng không thể tiếp tục chứa đựng nhiều hơn chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ bốn con đường tu luyện tựa hồ bị một vách ngăn ngăn cản lối đi không trùng kích qua bình cảnh này cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể khiến chân khí tiên thiên tăng mạnh chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể khiến tu vi tăng thêm một cấp mới có thể tiếp tục tiến tới trên con đường tu luyện nói một cách khác thân thể tương đương với cái lọ thân thể càng mạnh càng chứa đựng được chân khí tiên thiên nhiều hơn tu luyện tiên thiên cảnh không giống như tu luyện hậu thiên cảnh mỗi một lần đề cao tầm thứ thân thể sẽ tăng lên một bậc thang dung lượng càng biến đổi lớn hơn một chút dung nạp chân khí tiên thiên càng nhiều hơn một chút cho khi dung nạp chân khí tiên thiên tới điểm giới hạn nhất định phải khiến thân thể đề cao một tầng thứ sau đó mới tu luyện ra càng nhiều chân khí tiên thiên tu luyện hậu thiên cảnh hầu như là quá trình cường hóa thân thể tu luyện tiên thiên cảnh thì là thân thể và chân khí tiên thiên đồng tu trọng tâm tu luyện dần dần cải biến hướng vào trong cơ thể vận hành chân khí tiên thiên không phải là chạy vòng véo qua lại không quy tắc trong cơ thể mà là vận hành có quỹ đạo nhất định nào đó trong thân thể có vô số kinh mạch nối thông lục phủ ngũ tạng cùng với bất cứ chân lông nào bên ngoài lắc ra chân khí tiên thiên không ngừng vận hành trong cơ thể trải qua thiên địa chi kiều là có thể phát ra ngoài cơ thể chỉ là chân khí tiên thiên phát ra ngoài cơ thể mất đi kinh mạch ước thúc rất dễ dàng bị tiêu tán vì vậy tu sĩ tiên thiên ngựa khống pháp khí so với cầm pháp khí trên tay trực tiếp công kích uy lực nhỏ hơn nhiều lắm đồng thời càng cách xa cơ thể uy lực lại càng nhỏ hơn khi rời khỏi quá xa lực lượng nhỏ tới mức ngay cả phi kiếm cũng không thể động đậy vì vậy tu sĩ tiên thiên cảnh không thể ngự khí công kích quá xa bình cảnh cấp độ tu vi là một từ mang tính trừu tượng hình dung giống như trên con đường tu luyện bị chướng ngại vật ngăn cản lối đi đường tu luyện chính là một con đường vô hình đột phá bình cảnh bài trừ chướng ngại và trên con đường tu luyện chỉ là một hình dung chủ tượng mà thôi trên thực tế đột phá bình cảnh chính là tăng cường kinh mạch thân thể cương hóa lục phủ ngũ tạng kinh mạch và lục phủ ngũ tạng tu sĩ si càng mạnh mẽ tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều chân khí tiên thiên cổ thần từ hậu thiên cảnh bắt đầu tu luyện đại lực kim cương quyền thân thể so với tu sĩ si cùng cảnh giới cao hơn không ít sau đó lại tu luyện thiên cương thối thể đại pháp cho dù không dùng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể cổ thần đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ si cùng cảnh giới đủ để sánh bằng thân thể tu sĩ cao hơn hắn một tầng cảnh giới đồng thời có thể dung nạp chân khí tiên thiên so với tu sĩ si cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều hiện nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4 trên thực tế chân khí tiên thiên so với tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ năm cũng không kém hơn bao nhiêu bằng không nói tuy rằng thân thể cường hãn cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại liễu bách sinh và vân hiên như vậy tu luyện càng tới hậu kỳ độ khó lại càng cao phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 so với đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ ba khó khăn hơn nhiều từ tu sĩ trong thành nhạc thủy là có thể nhìn ra, tu sĩ hậu thiên cảnh quá nhiều. Cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện một ít phó thuật cương hóa thân thể, dễ dàng đạt tới hậu thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ trong thời gian nhất định. Ba đại gia tộc tu chân cổ, vân, liễu, từng chủ hệ gia tộc chi thứ, hạ nhân cộng lại ước chừng hơn nghìn người, mỗi một thành viên đều là tu sĩ hậu thiên cảnh trở lên. Thế nhưng tu sĩ tiên thiên cảnh, cho dù là liễu gia cực mạnh cũng không đủ 50 người, hơn mười tu sĩ hậu thiên cảnh cũng không nhất định có một tu sĩ tiên thiên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, con đường tu luyện càng đi xa lại càng thêm khó khăn. Liên tục 3 buổi tối cổ thần dốc toàn lực trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4. Thế nhưng không có một chút tiến triển, xem ra không có 10 ngày nửa tháng trùng kích. Muốn phá tan tầng bình cảnh này của thực không quá có khả năng. Ban ngày, cổ thần vẫn như trước hành tẩu trong đông hoang, tìm kiếm yêu thú chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, phản ứng thần kinh của tu sĩ so với bình thường mãnh liệt hơn nhiều, cảm giác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, đột phá cảnh giới thông thường trong chiến đấu càng dễ dàng đột phá hơn cảm giác nguy hiểm trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của tu sĩ rất lớn nguyên bản cần thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá binh cảnh nhưng nếu chiến đấu chân chính thì chỉ cần hai ba ngày đã có thể đột phá rồi thậm chí một hồi sinh tử chi chiến có thể đột phá trong nẻ mắt dưới nguy cơ sinh tử phản ứng sinh mạnh cực kỳ mãnh liệt thường thường có thể đạt tới hiệu quả mà tính tu không thể tưởng tượng được hắn vốn không phải thiên tài tư chất hơn người tốc độ tu luyện kiếp trước phi thường chậm rãi nhất là mỗi lần đột phá cảnh giới đều cần thời gian gấp mấy lần người khác sau này mới phát hiện nguyên lai like trong chiến đấu có thể thúc đẩy đột phá nhanh hơn đối với điều này cổ thần có kinh nghiệm 10 phần chỉ là thời gian 3 ngày này cổ thần phát hiện một hiện tượng kỳ quái trong phạm vi nghìn dặm xung quanh đã trôi qua 3 ngày không hề phát hiện một đầu yêu thú nào chính là thời điểm muốn tìm yêu thú chiến đấu kết quả phát hiện 3 ngày liền không phát hiện ra đầu yêu thú nào khác trong lòng hiển nhiên vô cùng phiền muộn giống như lửa giận ngập trời muốn bạo phát thế nhưng lại không có mục tiêu phát tiết mạnh mẽ đánh một quyền nhưng lại đánh trúng một đống cây bông tâm tình và lực lượng hoàn toàn không thả ra được Đương nhiên, trong lòng cổ thần càng nhiều hơn là kinh ngạc. Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán. Nơi này nhất định là có một đầu yêu thú lợi hại nào đó, xác nhận nơi đây là phạm vi lãnh địa. Thực lực yêu thú này so với các yêu thú khác càng mạnh mẽ, vì vậy không có yêu thú nào dám tiến vào nơi này. Nơi này chính là địa phương yêu thú tiên thiên tầng thứ năm thường qua lại. Như vậy yêu thú phân chia lãnh địa kia ít nhất cũng có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ sáu. Phương viên nhìn dạm đều là lãnh địa của nó, như vậy yêu thú này tuyệt đối không bình thường trên mặt cổ thân nở nụ cười tại thời điểm tu vi chạm tới bình cảnh tự nhiên là chiến đấu với yêu thú càng mạnh càng tốt có tật vũ phi phong trong người chỉ cần không gặp phải yêu thú phi cầm tu vi tiên thiên cảnh hại kỳ trở lên cho dù là yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 9 bình thường cổ thân cũng có thể bằng vào tốc độ chạy trốn nơi này là địa phương yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ năm thường lui tới không quá có khả năng xuất hiện yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh phong của yêu thú nơi đây chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ sáu cũng là mục tiêu chiến đấu tốt nhất không dùng thiên cương thối thể đại pháp lấy tu vi hiện tại đối kháng với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu tuyệt đối là trận chiến gian khổ nếu như không có tật vũ phi phong bảo mệnh nói trận chiến sinh tử cũng không quá đáng ngày thứ tư cổ thần đi về phía trước hơn 200 dặm liền gặp phải một đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ năm bị hàn chém giết lại đi thêm một nghìn dặm mới đụng tới yêu thú tiếp theo nói rõ lãnh địa của yêu thú kia vào khoảng trên dưới nghìn dặm cổ thần sử dụng tật vũ phi phong tốc độ đột nhiên bạo tăng đuôi dao đánh vào khoảng không tránh thoát được công kích đuôi dao, cổ thần đột nhiên tung về phía hắc tuyến dao hai tấm phù chú, đồng thời thân thể bỏ chạy về phía sau rất nhanh, hai tấm phù chú không thể tạo thành thương tổn gì đối với hắc tuyến dao, thế nhưng lại thành công kích thích lửa giận của nó đối với cổ thần, bóng đen chợt lóe, hắc tuyến dao hóa thành một đạo độn quang màu đen đuổi theo cực nhanh, cổ thần có tật vũ phi phong trên người, trên thực tế có thể phi hành nhanh hơn, nhưng vẫn bảo trì độ tóc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ sáu, vừa vặn ngang bằng với tốc độ hắc tuyến dao, hắc tuyến dao muốn đuổi theo cổ thần tương đối khó khăn nơi này quá gần hồ nước tâm tư cổ thần tự nhiên muốn dẫn dụ hắc tuyến giao ra xa một chút khiến hắc tuyến giao tại thời điểm đối địch đi không thể trốn vào trong nước cho dù cổ thần sử dụng thiên cương thối thể đại pháp công hóa thân thể cũng tuyệt đối không đủ sức đánh nhau với hắc tuyến giao trong nước không chung hai đạo độn quang bay đi rất nhanh một trước một sau chỉ cần có tu sĩ đứng ngoài trăm dặm nhãn lực tốt một chút đều có thể nhìn thấy rõ ràng cổ thần vẫn liên tục duy trì độn tóc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ sáu để hắn tuyến giao không đuổi kịp cũng không bị bỏ lại quá xa mắt thấy cổ thần ở ngay phía trước không tới một trăm trượng hắc tuyến giao tự nhiên liều mạng đuổi theo thay phải xé rách tên tu sĩ nhân loại dám can đảm bước vào cấm địa kia thành từng mảnh nhỏ nhìn hắc tuyến giao đuổi theo không bỏ khuấy miệng cổ thần nở nụ cười hài lòng thỉnh thoảng quay lại ném về phía hắc tuyến giao vài tấm phù chú loại bình thường khiến hắc tuyến giao thêm giận giữ ngập trời thanh âm giống to vang vọng thiên địa hơn mười dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng một canh giờ qua đi, cổ thần đã bay được gần 300 dặm, nghĩ thầm nơi này cách hồ nước đủ xa. Hắc tuyến giao muốn chạy trở về ít nhất cũng phải dùng một canh giờ lấy tốc độ của tật vũ phi phong. Dễ dàng truy sát được hắc tuyến giao. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có phương diện hơn 10 trưởng, địa thế bằng phẳng. Đoạn quang vừa hạ xuống, cổ thần xuất hiện trên đỉnh ngọn núi nhỏ, ánh mắt như đao. Nhìn về phía hắc tuyến giao đuổi sát phía sau, thấy cổ thần dừng lại, hắc tuyến giao nhất thời giống lên một tiếng, trong thanh âm nộ vẻ vui mừng tốc độ không giảm trực tiếp vọt về phía cổ thần đầu dao này bị lân phiến màu đen bao phủ không phải là pháp khí thượng phẩm không thể đả thương độ cứng của bốn dao trào không dưới pháp khí thượng phẩm cực kỳ khó đối phó tốc độ hắc tuyến dao cực nhanh thế nhưng tốc độ của cổ thần càng nhanh hơn sử dụng tật vũ phi phong gia tốc tốc độ so với hắc tuyến dao còn nhanh hơn gấp đôi trong nhảy mắt đã vọt sang một bên kiếm cương thanh ly kiếm trương lên chém thẳng xuống lưng hắc tuyến dao thân thể hắc tuyến dao hơi đổi một da chảo màu đen liền kích vào kiếm cương thân thể cổ thần chấn động giống như bị trúng đòn nghiêm trọng kiếm cương trong né mắt biến mất thanh ly kiếm muốn tuột tay bay ra thân thể vắng ngược lại bay đủ hơn mời trượng không sử dụng thiên cương thối thể đại pháp so sánh với lực lượng của hắc tuyến dao cổ thần còn kém xa thân ảnh hắc tuyến dao như điện cổ thần vừa mới rơi xuống đất giống như một mũi tên nhọ toàn bộ bắn về phía cổ thần hai dao chảo đánh về phía trước một dao chảo chụp vào đầu cổ thần một dao chảo chụp vào ngực hai chân cổ thần dậm mạnh tốc độ nhanh hơn hai móng hắc tuyến dao rơi vào khoảng không cổ thần né sang bên cạnh kiếm cương trương lên một kiếm phản ngược từ dưới lên trên nhằm vào bụng hắc tuyến dao bụng của hắc tuyến dao chính là địa phương phòng ngự yếu đuối nhất cho dù là pháp khí trung phẩm cũng có thể dễ dàng làm nó bị thương bị pháp khí thượng phẩm đánh trúng tuyệt đối trọng thương có dao huấn lúc trước cổ thần không dám liều mạng với hắc tuyến dao tranh bốn chào hắc tuyến dao chuyên tấn công vào chỗ yếu nhất trên thân thể nó băng không khí đột nhiên bạo nổ một đạo bóng đen trong nháy mắt biến thành lớn trước mắt cổ thần trong nháy mắt kích tới cái đuôi hắc tuyến dao giống như sấm sét quét tới lướt qua không khí sinh bạo ầm 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 đòn công kích thật nhanh tốc độ giới khắc này so với cổ thần sử dụng tật vũ phi phong còn nhanh hơn nhiều cổ thần muốn tránh cũng không tránh được nếu như tiếp tục chém vào bụng hắc tuyến dao có thể kiếm cương còn chưa tới thân thể hắc tuyến dao hắn trước tiên bị cái đuôi kia đánh trúng đầy bật đi hơn mười trượng nếu như bị đuôi hắc tuyến dao đánh trúng tuyệt đối không chết cũng trọng thương đây chính là một kích cực mạnh trong yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu bình thường hoàn toàn không thể phát ra được công kích tốc độ lẫn lực lượng khủng khiếp như vậy cổ thần cấp tốc thu hồi thanh ly kiếm chuyển sang ngăn cản đuôi hắc tiến dao một tiếng nổ vang vô số sóng khí cuồn cuộn lấy điểm va chạm nằm trung tâm tán đi bốn phương tám hướng nhất thời cùng phong bay lượn thân thể cổ thần cũng giống như diều đất dây thổi ngược về phía sau giờ khắc này thân thể cổ thần phản ứng càng mãnh liệt đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có đây chính là cảnh giới mà lúc tính tụ vĩnh viên không thể nào lĩnh ngộ được khiến chân khí trong cơ thể cổ thần giống như bị cùng bạo có một tia cảm giác phát tiết tuy rằng bị hắc tuyến dao đập một đuôi và ngược đi cổ thần tuyệt không ngồi oải ngược lại có chút hưng phấn cảm giác tăng lên mấy lần hoặc là bên cạnh tiên thiên tầng thứ bốn có thể trong lúc vô hình đột phá bay xuống dưới mặt đất trong miệng cổ thần ngọt ngọt một cỗ dịch thể từ trong miệng cuộn lên há miệng phun ra chính là một ngụm máu tơi cái đuôi lớn của hắn tuyến dao đảo qua uy lực so với dao chảo mạnh mẽ hơn nhiều cổ thần bị vết thương nhẹ một viên nguyên linh đan trung phẩm xuất hiện nơi tay lập tức nốt vào trong bụng một cỗ khí tức thanh lương rất nhanh từ trong bụng lan tràn toàn thân vết thương nhẹ kia thoáng cài đã khôi phục hoàn toàn thấy cổ thần phun ra máu tươi trong mắt hắc tuyến dao càng bộc phát hung quang một tiếng trường ngâm thân ảnh như diện tiếp tục đánh tới cổ thần cổ thần thúc đẩy tật vũ phi phong gia tốc đạt tới trạng thái cao nhất tận lực tranh né hắc tuyến giao chính diện giao phong tận lực tìm kiếm một ít chỗ trống tiến hành công kích đối với chỗ yếu nơi bụng hắc tuyến giao hắc tuyến giao có bốn dao chào bảo vệ còn có cái đôi tốc độ nhanh như thiểm điện uy lực càng mạnh cổ thần muốn đạ thương hắc tuyến giao cực kỳ khó khăn ngược lại dưới công kích của hắc tuyến giao liên tục né tránh rơi vào hạ phong đối với điều này cổ thần sớm có dự liệu hắn tuyến giao có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu đồng thời là tồn tại đỉnh cao nhất là yêu thú đệ nhất dưới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy thân thể cổ thần tuy rằng mạnh mẽ hơn so với tu sĩ si cùng đẳng cấp đủ để so sánh với tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ sáu thế nhưng so sánh với hắc tuyến giao vẫn còn kém hơn không ít không đồng thiên cương thối thể đại pháp tự nhiên không phải là đối thủ của hắn tuyến giao cổ thần có tật vũ phi phong tốc độ cực nhanh đòn công kích của hắc tuyến giao đều bị cổ thần né tránh tuy rằng cổ thần bị vây trong trạng thái hạ phong nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thua dựa vào tật vũ phi phong cổ thần mới dám dùng trạng thái bình thường đánh nhau với hắc Tuyền giao mỗi một lần giao phong Cổ thần đều có cảm giác nguy cơ phủ xuống dưới loại cảm giác cường liệt này bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 dần dần tán loạn tiếp tục giao thủ với hắc tuyến giao như vậy tin tưởng không cần thời gian quá dài là có thể đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ năm rồi hắc tuyến giao tự nhiên không biết cổ thần coi chính mình là công cụ trợ giúp đột phá bình cảnh thấy cổ thần liên tục né tránh công kích của mình rơi vào hạ phong tuyệt đối tựa hồ chỉ thêm một giây nữa là có thể một trào đánh chúng hắc tuyến giao càng đánh càng hưng phấn tiếng giống to liên tục vang vọng khắp bầu trời tinh thần cổ thân bảo trì tại trạng thái tốt nhất liên tục né tránh hắc tuyến giao tấn công đồng thời tìm kiếm cơ hội đánh trả có tật vũ phi phong tuy rằng nguy cơ tầng tầng nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp tính mạng mỗi một lần hắc Tuyền giao tấn công cổ thân đều có thể né tránh cho dù không tránh được cũng có thể dùng thanh ly kiếm chống đỡ chuyển hóa nguy cơ rằng con nửa canh giờ như vậy công kích của hắc tuyển giao vẫn như trước cổ thân có thể cảm giác được minh cảnh tiên thiên tầng thứ 4 đang lung lay dữ dội sắp đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng năm rồi đúng lúc này một cỗ còn giác nguy cơ đột nhiên bao phủ cổ thần cổ thần thất kinh chỉ nghe được bốn phương tám hương vang lên tiếng xe gió trong sát na vô số tiên ảnh từ đỉnh đấu hạ xuống đạo đạo tiên cương từ bốn phương tám hướng ấp về phía cổ thần tuyệt kỳ liễu ra tiên ảnh trọng trọng từ khi cổ thần sống lại tới nay đây là lần đầu tiên uy hiếp tính mạng gần như vậy dưới công kích của hàn tuyền giao cổ thần né trái tránh phải lúc này đột nhiên xuất hiện tiên cương bao phủ bốn phương tám hướng đã hoàn toàn ngăn cản đường lui của cổ thần cổ thần không còn chỗ có thể trốn liễu xuyên tại đông hoang liên tục tìm kiếm cổ thần hai tháng rồi không ngừng để mạnh xâm nhập vào sâu đông hoang đã tiến vào hơn năm vạn dặm thời gian hai tháng liễu xuyên không tìm thấy một chút dấu tích cổ thần sau khi tiến vào phạm vi yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu trong lòng hàn đã mất đi lòng tin muốn tại địa phương rộng lớn như đông hoang tìm kiếm một người thực sự quá không dễ dàng bất quá đúng lúc này liễu xuyên thấy được hy vọng hắn đang tìm tòi trong không trung thì đột nhiên có độn quang cách mấy trăm dặm hấp dẫn sự chú ý của hắn sau khi tiến vào đông hoang đây không phải lần đầu tiên liễu xuyên nhìn thấy tu sĩ phi độn thấy nhưng đuổi theo vừa nhìn vẫn không phải là cổ thần hai tháng nay cổ thần vẫn hành tẩu trên mặt đất chưa bao giờ ngự khí phi hành nhưng tu sĩ khác muốn gặp phải xác thực rất khó Xuất hiện tu sĩ Độn Quang, bản thân Liễu Xuyên cũng chạy tới, nhìn hai đạo Độn Quang một trước một sau, chỉ cần Độn Quang phía sau kéo gần một chút cự ly, Độn Quang phía trước lại đột nhiên tăng tốc, giật lại một chút khoảng cách. Điều này nói rõ quan hệ giữa hai đạo Độn Quang kia không tốt, hẳn là một đuổi một chạy. Nếu không phải truy đuổi, Độn Quang phía trước không cần phải bảo trì khoảng cách nhất định như vậy. Vô luận Độn Quang phía sau truy đuổi như thế nào cũng không kịp nhìn tốc độ độn quang hai đạo độn quang đều tương đương với tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng 6. trong lòng liễu xuyên vui vẻ hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đánh nhau luôn có thắng thua như vậy chính là cơ hội đục nước béo có rất tốt nha tự nhiên liễu xuyên liền đuổi theo về phía hai đạo độn quang hạ xuống khi đó liễu xuyên còn đang ở vị trí hơn trăm dặm cột thần bị hắc tuyến giao đuổi sát phía sau tự nhiên không thể chú ý tới khoảng cách xa xôi như vậy sau khi hạ xuống đất liền lập tức triển khai ác đấu với hắc tuyển giao càng không có thừa tâm từ đi chú ý tới không chung có tu sĩ phi động hay không liễu xuyên bay tới gần vị trí hai đạo độn quang hạ xuống của nhiên không để hắn tốn công hắn muôn cay nhìn đáng tìm kiếm tiểu tử cổ ra dĩ nhiên gặp được ở chỗ này nguyên lai like, hai đạo độn quang cai chính là tiểu tử cổ ra gia bị giao long truy sát liễu xuyên ẩn nấp một bên thấy cổ thân chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 4, mà hắc giao đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng 6. nghĩ thầm chờ đợi tiểu tử cổ ra bị đánh trọng thương rồi hạ thủ cũng không muộn nhưng khiến cổ xuyên ngoài ý muốn chính là tốc độ của cổ thành nhanh tới thần kỳ so với hắc tuyến dao còn nhanh hơn nhiều lắm luôn luôn có thể né tránh được công kích của hàn tuyến Giao tuy rằng đang trong thế hạ phong thế nhưng hắc tuyến dao muốn đả thương cổ thần lại không phải chuyện dễ dàng nhìn thấy cổ thần liễu xuyên nóng ruột từ lâu cuối cùng đợi được cổ thần chậm rãi rơi vào nguy cơ hắc tuyến dao đe dọa tính mạng đột nhiên nhảy ra xuất thủ vừa xuất thủ liền thi triển tuyệt kỹ liệu ra tiên ảnh trọng trọng liễu xuyên xuất thủ so với liễu bách sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng lợi hại hơn nhiều lắm trong sát na tiên ảnh đầy trời đã bao phủ cổ thần bên trong vô số tiên cương hóa thành đạo dạo hàn tinh nhắm về phía cổ thần cổ thần dưới áp lực công kích mạnh mẽ từ hắc tuyến giao các phương hướng lại bị tiên cương từ liễu xuyên hoàn toàn che đi đường lui của thực là phía sau có ác hổ phía trước có độc lang tình huống phi thường không ổn thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng nguy cơ trí mạng trước mắt hầu như phản ứng bản năng trong nháy mắt cổ thần thi triển thiên cương thối thể đại pháp cường độ và lực lượng thân thể đều tăng lên gấp 3 lần đồng thời tay trái cổ thần nắm nhẹ một tiểu trung xuất hiện trong tay hắn ném lên đỉnh đầu tiểu trung đón gió bành trướng hình thành một vòng chắn màu tím hoàn toàn bao phủ cổ thần bên trong hai chảo hắc tuyến dao đã tới trước mặt tay phải cổ thần vung lên phía trước thanh ly kiếm và dao chảo va chạm với nhau một tiếng nổ vang thân thể cổ thần trong nháy mắt bị đẩy ngược lại đinh 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 vô số tiên cương đều oanh kích trên vòng chắn do tiểu trung hình thành bên ngoài cơ thể cổ thần giống như một tòa cự trung thực sự tiếng vang không dứt tất cả tiên cương đã bị vòng chắn này hoàn toàn ngăn cản cổ thần chỉ bị chấn động nhẹ thổi lui hơn mười triệu mới dừng lại được thấy có tu sĩ nhân loại xuất hiện, Hắc Tuyến Giao cấp tóc đình chỉ công kích, thân thể chợt lóe, cũng nuôi lại hơn 10 trượng, bắt đầu quan sát tu sĩ vừa mới xuất hiện. Tiên ảnh tầng tầng tiêu tán, lộ ra biểu tình kinh ngạc của Liễu Xuyên. Hắn đi triển tuyệt kỹ tiên ảnh trọng trọng mà cổ thần dĩ nhiên không hề bị thương tổn. Ánh mắt Liễu Xuyên đảo qua tiểu trung trên đỉnh đầu cổ thần, thầm giật mình. Dĩ nhiên là một kiện pháp khí trung phẩm, sau đó ánh mắt lại đảo qua thanh ly kiếm trong tay cổ thần. Nhãn thần càng chấn động, dĩ nhiên là một kiện pháp khí thượng phẩm ba đại gia tộc tu chân toàn bộ thành nhạc thủy cũng không có một kiện pháp khí thượng phẩm thế nhưng tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có tiểu trung màu tím trên đỉnh đầu cổ thần tên là tử quang trung là một trong năm kiện pháp khí trung phẩm lấy được từ trong hạo thiên động phủ may mà có một kiện pháp khí trung phẩm loại phòng ngự như vậy bằng không tiên cương đầy bầu trời vừa rồi chỉ ít phải đục vài chục lỗ thủng trên người cổ thần hắc tuyến giao thấy người trước mắt có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ sáu không dám có hành động thiếu suy nghĩ thấy hai gã tu sĩ trợn mắt nhìn nhau hắc tuyến giao không trực tiếp bay tới mà cẩn thận xoay vòng trong không trung hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ thần và liễu xuyên cổ thần liễu xuyên hắc tuyến giao thành hình tam giác cách nhau khoảng cách hơn 10 trượng đều tự đề phòng lẫn nhau ánh mắt cổ thần sắc bén nhìn chằm chằm liễu xuyên nói là ngươi thần sắc liễu xuyên từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục bình tĩnh nói hào tiểu tử không chỉ có pháp khí phòng ngự trung phẩm dĩ nhiên còn có pháp khí công kích thượng phẩm cổ gia không có đồ tốt như vậy nói ngươi lấy được từ nơi nào cổ thần một mặt chú ý hắc tuyến giao một mặt nhìn liễu xuyên nói liễu gia của thực là không biết nhận giáo huấn chứ có liễu kiệt liễu khánh sao lại có liêu thông dĩ nhiên hôm nay tới trưởng lão ngươi cũng phải đi chịu chết trên mặt liễu xuyên chợt léo lửa giận hỏi bọn họ đều chết trên tay ngươi cổ thần mỉm cười nói đúng rồi liễu xuyên nhất thời bùng phát sát khí nói hôm nay ngươi theo bọn họ chôn cùng hôm nay là ngươi đi đường hoàng tuyển làm bạn với chúng mới đúng cổ thần lắc đầu đột nhiên nhãn thần lăng lệ nói liêu gia phản ta một ngày nào đó ta muốn diệt cả nhà liễu gia ba lần vào đông hoang bị liễu gia đuổi theo ba lần cổ thần không phải là bồ tát bùn đối với liễu gia đã động lửa giận trong lòng liễu xuyên khẽ dung hắn thấy được thời điểm cổ thần nói ra lời này trong mắt hiện rõ quyết tâm tựa hồ trong lòng hắn nhìn thấy hình ảnh cổ thần toàn thân là máu tươi giết sạch liễu phủ thành biển máu trường kiếm trong tay cũng bị máu tươi nhiễm đỏ theo mùi kiếm rất tích tích xuống dưới đất toàn bộ liễu phủ yên tĩnh nơi nơi đều là vết tích phá nhà và phi thể không có một người sống không quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh nhãn thần liễu xuyên tràn ngập sát khí nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không có cơ hội này ngày hôm nay ngươi phải chết nói xong bạch cốt tiên trong tay liễu xuyên khé động trong không trung bay lượn tùy thời đều có thể phát động công kích đối với cổ thần trong lòng cổ thần đề phòng liếc mắt nhìn sang hắc tuyển giao nói thực lực của hắc tuyển giao hung hãn người cũng không phải đối thủ chúng ta trước tiên hợp lực đánh chết nó trở lại quyết chiến sinh tử thế nào nhãn thần liễu xuyên vừa chuyển nói cũng tốt người ta đều là nhân loại tự nhiên không thể yêu tu một bên làm ngư ông đắc lợi giống nghe được lời đối thoại của hai người hắc tuyến giao bạo giống một tiếng tuy nó không nói được nhưng nghe hiểu được ngôn ngữ con người yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu bình thường đều là địch thủ khó giết lúc này hai tên tu sĩ một tên là tiên thiên cảnh tầng thứ sáu một tên mới tiên thiên cảnh tầng thứ bốn dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi muốn đánh nói chết hắc tuyến giao giận dữ bắt quá tu sĩ nhân tộc từ trước tới nay có rất nhiều pháp khí pháp bảo nếu như có pháp khí pháp bảo lợi hại so với yêu tu cùng cảnh giới lợi hại hơn không ít có một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu ở đây cổ thần tuy chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bốn nhưng trên tay là pháp khí thượng phẩm hắc tuyến giao không dám sợ ý chỉ là hai mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào hai người cổ thần liễu xuyên giữ trạng thái tuy thời công kích nhưng không chủ động công kích cổ thần nói yêu thú này rất mạnh khó có thể ứng phó hai tay xuất ra thực lực mạnh nhất nhất tẻ xuất thủ với yêu thú tranh thủ nhất cử đánh trọng thương yêu thú thế nào Liễu Xuyên gật đầu nói, như vậy tốt nhất, ánh mắt cổ thần chuyển tới hắc tuyển dao, kiếm cương trên thanh ly kiếm trương lên. Bài cốt tiên trong tay Liễu Xuyên cũng đại thịnh quang mang, bắn ra tiên cương lớn hơn trượng, thẳng bước hắc tuyển dao. Hai người sát ý ngập trời, tất cả đều tập trung vào hắc tuyến dao. Hắc tuyến dao giống to liên tục, hung tính bùng phát. Hai tên nhân loại trước mắt tuy có tu vi không kém, nhưng còn chưa tới mức khiến hắc tuyến dao xoay người bỏ chạy. Giết, giết, hai người đồng thời kêu lên, thanh ly kiếm phát ra kiếm cương dài hơn bốn trượng. Kiếm khí dài hơn 10 trượng, mạnh mẽ nhằm đầu dao chém xuống, Bạch cốt tiên cũng hóa thành tầng tầng tiên ảnh, đào đạo tiên cương thoáng hiện, giống như liêu tinh rơi xuống đất, bao trùm hắc tuyển dao bên trong. Trong sát na, Cổ Thần và Liễu Xuyên chia công kích làm hai nửa, mắt thấy sẽ rơi vào người hắc tuyển dao, hắc khí trên người hắn tuyển dao cuồn cuộn, không chút thổ lui, chuẩn bị liều mạng toàn lực công kích hai người. Đúng lúc này, công kích của Cổ Thần và Liễu Bách Sinh đột nhiên thay đổi phương hướng, thanh ly kiếm đột nhiên xoay ngang, kiếm cương dài hơn 4 trượng mạnh mẽ chém vào Liễu Xuyên tiên ảnh khắp bầu trời cũng đột nhiên chuyển hướng hạ xuống đầu cổ thần đao đạo tiên cương đều nhất tề bắn về phía cổ thần tâm tư hai người giống nhau đều muốn mượn thời điểm tấn công hắc tuyến giao nhân cơ hội đánh lén đối phương trong nháy mắt kiếm cương trói mắt cùng với tiên ảnh khắp bầu trời va chạm với nhau bạo âm liên tục vang lên cổ thần và liễu xuyên đột nhiên giết lẫn nhau khiến hắc tuyến giao vô cùng kinh ngạc bất quá trong nháy mắt nó liền phản ứng một tiếng giống to thân ảnh như điện mạnh mẽ lao về phía cổ thần đối với hắc tuyến giao cổ thần tiến vào cấm địa của nó hiển nhiên khiến nó chán ghét hơn nhiều so với liễu xuyên mẹ nó cổ thần nhịn không được tuôn ra câu chửi thề hắn phải đối mặt với hai tầng công kích liễu xuyên và hắc tuyến giao cho dù thân thể cổ thần đã cường hóa cũng không dám đồng thời đón tiếp hai tầng công kích từ liễu xuyên và hắc tuyến giao ánh mắt cổ thần ngưng trọng di chuyển trọng điểm vào hai chảo do hắc tuyến giao chụp tới tiên cương khắp bầu trời từ phía liễu xuyên có tử quang trung phòng ngự trong thời gian ngắn liễu xuyên từng mơ tưởng phá bỏ được tầng phòng ngự này thực lực của hắc tuyến giao còn vượt qua liễu xuyên cổ thần tự nhiên phải tận trọng đối phó với một kích mạnh mẽ này thân thể cổ thần dừng lại thanh ly kiếm vừa chuyển kiếm cương trong nẻ mắt chuyển biến phương hướng trực tiếp nghênh đón hai chảo của hắc tuyền giao liên tiếp vang lên tiếng nổ vang tiên cương của liễu xuyên toàn bộ đánh vào tử quang trung đồng thời bị tử quang trung ngăn lại đồng thời thanh ly kiếm và hai chảo của hắc tuyến giao và chạm với nhau phát ra những tiếng bạo âm không dứt Lần này, thân thể cổ thần không lui nửa phần, thân thể sau khi trải qua cường hóa, lực lượng so với Hắc Tuyến Dao không hề thua kém, hơn nữa thanh ly kiếm là pháp khí thượng phẩm, hoàn toàn chặn đứng công kích từ Hắc Tuyến Dao. Nếu như không phải đồng thời khống chế tự quang trung, phân đi một bộ phận chân khí tiên thiên, lấy trạng thái thân thể của cổ thần sau khi cường hóa, dốc hoàn toàn chân khí tiên thiên và thanh ly kiếm, một kiếm này đủ tạo thanh thương thế đối với Hắc Tuyến Dao. Thân thể Hắc Tuyến Dao chấn động, trong mắt hoảng hốt, tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 4 này dĩ nhiên chặn đứng công kích của nó đây chính là lực lượng mà yêu thú tiên thiên tầng thứ sáu bình thường cũng khó có thể chống đỡ a liễu xuyên cũng vô cùng kinh ngạc công kích của hắc tuyến giao cho dù là hắn cũng không dám chính diện liều mạng cổ thần mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ bốn lại có thể lấy lực đấu lực trực tiếp ngăn lại hắc tuyến giao mà không rơi vào hạ phong nhờ tới lời nói của liễu hỏa nguyên liễu xuyên hoàn toàn xác định cổ thần có bí pháp nào đó tăng cường lực lượng thân thể so với lực lượng thân thể bản thân hắn còn mạnh hơn nhiều hắc tuyến giao nhất thời ngừng trọng thân thể thiểm biện xoay tròn một đạo bóng đen xẹt qua tiếng không khí bị xé rách vang lên cự vị của hắn tuyến dao mạnh mẽ quật về phía cổ thần thấy cổ thần có tử quang trung phòng ngự tiên cương khắp bầu trời đối với hắn không có lực sát thương liễu xuyên lập tức thu lại tiên ảnh khắp bầu trời chân khí tiên thiên rót vào bạch cốt tiên mạnh mẽ dựng đứng giống như một thanh trùng thương đầu tiên bắn ra cương khí hơn trượng đâm về phía cổ thần tay phải cổ thần chém xuống một kiếm kiếm cương chống lại tiên cương của liễu xuyên tay trái hình thành nắm đấm một quyền đánh ra chiêu kim cương hàng long mạnh mẽ anh kích về phía cửa vĩ của hắn tuyến giao bước tới trong sát na một đạo quyền cương thật lớn xuất hiện lớn chừng ba thước đương âm kiếm cương và tiên cương quyền cương và giao vĩ đồng thời va chạm với nhau phát ra hai tiếng bạo tạc lấy điểm va chạm nằm trung ương không trung hình thành mấy đạo sóng gợn phát tán bốn phía có thể thấy được kiếm tiên và quyền vì va chạm với nhau có lực lượng to lớn cỡ nào thân thể cổ thần chấn động nhất thời bị đánh bay đi thổi hơn mười triệu mới dừng lại thân hình sau đó hai chân đạp xuống dưới mặt đất thân thể lại trượt về phía sau hơn ba trượng trên mặt đất bị hai chân của cổ thần kéo dài thành hai vết dài một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu một yêu thú hắc tuyến giao tiên thiên cảnh tầng thứ sáu đồng thời công kích lực lượng mạnh cỡ nào có thể nghĩ được bất quá thân thể cổ thần không chỉ có lực lượng cường hóa ngay cả cường độ thân thể cũng trải qua cường hóa so với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu còn cường đại hơn nhiều lắm tuy rằng bị đánh văng đi hơn 10 trượng nhưng chưa bị thủ thương trong mắt liễu xuyên và hắc tuyến giao đều là vẻ kinh ngạc tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tiếp nhận bất cứ công kích nào trong hai công kích vừa rồi cũng sẽ bị thương húng chi là một người một dao đồng thời công kích dựa theo lẽ thường suy đoán cổ thần lúc này hắn là không chế cũng phải trọng thương mới đúng thế nhưng hết lần này tới lần khác cổ thần không có việc gì thấy vậy liễu xuyên và hắc tuyến giao đồng thời coi cổ thần là địch nhân lớn nhất dĩ nhiên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý một trái một phải liên thủ công kích cổ thần Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có cảnh giới tiên thiên tầng thứ sáu, ai cũng không làm gì được nhau. Đánh chết cổ thần, một người một dao có thể tùy thời rời đi. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều muốn đánh chết cổ thần, có mục đích giống nhau. Tự nhiên xuất thủ ăn ý hơn, lấy thức lực của cổ thần. Đối phó với bất cứ ai trong Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có thể chiến thắng, thế nhưng hai bên phối hợp với nhau thì lại rơi vào thể yếu. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao cùng kích cực kỳ cấp tốc, tiên pháp của Liễu Xuyên lấy linh hoạt làm chủ đạo, thân ảnh Hắc Tuyến Giao giống như thiểm điện, đều có tốc độ cực nhanh, cổ thần sử dụng tật vũ phi phong thân thể trong nẻ mắt nẻ sang một bên né tránh công kích thế nhưng công kích tiếp sau của liễu xuyên và hắc tuyến giao kéo tới cực nhanh cổ thần thể hiện thực lực vô cùng cao cường vượt qua dự liệu của hắc tuyến giao và liễu xuyên một người một dao đồng thời coi cổ thần là địch nhân thứ nhất liễu xuyên và hắc tuyến giao không có mâu thuẫn gì lớn nhưng liễu xuyên và cổ thần cổ thần và hắc tuyến giao lại có thù hận không người chết thì tá chết tự nhiên một người một dao đều đồng tâm hiệp lực tấn công cổ thần liên tục né tránh vài lần công kích công kích của một người một dao càng lúc càng nhanh thời gian càng lâu cổ thần càng rơi vào thế hạ phong hai hàng lông mày dựng thẳng khuấy miệng cổ thần nét lên cười nhạt thầm nghĩ cho các người chút kiến thức nhìn xem uy lực qua tuê tử tuyệt sát tuyệt diệt đại trận thân thể chật lóe lại một lần nữa tránh thoát được công kích của liễu xuyên và hắc tuyền dao. thanh ly kiếm trong tay cổ thần đột nhiên biến mất không thấy bất quá tay trái nhiều hơn một chiếc cờ màu đen tay phải thì nhiều hơn một viên trầu xích sắc chính là tử vong chi kỷ hủy diệt chi châu hai tay cổ thần dương lên tử vong chi kỳ trong nháy mắt cắm ở phía trước chân khí tiên thiên thôi động đón gió bành trướng hóa thành một lá cờ cao hơn trượng hủy diệt chi châu cũng biến thành lời giống như một viên cầu lơ lửng phía trước tử vong chi kỳ quang mang màu hồng chợt lấy trên tay một chiếc nhẫn màu đỏ tới xuất hiện trên ngón trỏ cổ thần đang trong chiến đấu cổ thần đột nhiên thu lại pháp khí trong tay khiến Liêu Xuyên và Hắc Tuyền Giao ngẩn ra, liền lập tức vui vẻ trong lòng, càng công kích mãnh liệt, oanh kích về phía cổ thần. Cổ thân đột nhiên phóng ra tử vong chi kỳ, cũng không tạo thành coi trọng gì lớn đối với Liễu Xuyên và Hắc Tuyền Giao. Từ lúc dẫn hồn hoa luyện nhập vào tử vong chi kỳ, khí tức tử vong đã dung nhập vào tử vong chi kỳ, không phát động công kích sẽ không lộ ra nửa điểm. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao thế nào cũng không nghĩ ra được. Đóa hoa màu hồng tiên diễm trên chiến kỳ màu đen kia chính là tử vong chi hoa đại danh đỉnh đỉnh chân khí tiên thiên dung nhập vào sát lục chi giới một đạo hồng quang bắn ra tiến vào hủy diệt chi châu quang mang hủy diệt chi châu đại thịnh một đoàn hỏa diễm hư huyễn cao tới một trượng rưỡi đột nhiên phát sinh ba đạo xích mang chói mắt trong nháy mắt bắn ra liên kết với tử vong chi kỳ liêu xuyên và hắc tuyến giao đột nhiên ngưng lại cước bộ uy lực của ba đạo xích mang kia khiến một người một da chấn động cảm giác không sai thì ba đạo xích mang kia mỗi một đạo đều có lực lượng toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 nhất thời liêu xuyên và hắc tuyến giao cảm thấy không ổn trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi hắc tuyến giao có cảm giác linh mẫn của yêu thú thực lực lại mạnh hơn liễu xuyên phản ứng nhanh hơn một chút nhất thời hóa thành một đạo bóng gen nhanh như chớp bay lên không trung liêu xuyên cũng vội vã phóng ra phi kiếm muốn ngựa khí bỏ chạy thế nhưng đã muộn ba đạo xích manh bị tử vong chi kỳ thôn phệ chín đạo cương khí trong né mắt từ trong tử vong chi kỳ bắn ra liêu san so với hắc tuyến ghét chậm hơn một bước chín đạo cương khí màu đen nhắm thẳng thân thể hàn đánh tới nhanh Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Liễu Xuyên, thân thể còn chưa tạo thành phản ứng. Chín đạo cương khí màu đen đã bắn tới trước mắt hắn. Không, Liễu Xuyên sợ hãi hô to một tiếng, chín đạo cương khí màu đen. Mỗi một đạo đều có lực lượng một kích toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Liễu Xuyên ngay cả một đạo cương khí cũng không thể chống đỡ được, huống chi là chín đạo. Chín đạo cương khí cùng phóng tới, đây là một kích tương đương tu sĩ thân hải cảnh. Tay phải Liễu Xuyên vừa chuyển, bạch cốt tiên vẽ lên mấy vòng tròn hướng về phía chín đạo cương khí màu đen đánh tới đồng thời tay trái dương lên năm đạo kim mang thoáng hiện hóa thành viên hoàn màu vàng chính là ngũ kim chuyển luân hoàn liễu trường sinh đã sử dụng trên tam gia hội võ một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm năm viên hoàn màu vàng tạo thành một vòng chắn bao phủ thân thể liễu bách sinh bên trong so với tư quang chung của cổ thần có hiệu của giống như nhau bất quá cho dù là như vậy về sợ hãi trong mắt liễu xuyên không hề biến mất nửa phần chính đạo cương khí màu đen tương đương với một kích toàn lực của đại tu sĩ thân hải cảnh tách 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 bạch cốt tiên và chín đạo cương khí va chạm vào nhau giống như gió thổi lá khô tầng tầng gãy nát một kiện pháp khí trung phẩm dưới một kích này đã bị phá hủy hoàn toàn đánh nát bạch cốt tiên chín đạo cương khí không hề yếu bớt nửa phần trong sát na lại công kích vào mũ kim chuyển luân hoàn vòng chắn màu vàng chỉ rằng có được trong thời gian một lần hô hấp rắc rắc lại thêm tiếng vỡ nát vang lên năm viên hoàn đồng thời bị nghiền nát vòng chắn màu vàng trong nháy mắt tiêu tán chín đạo cương khí trong ánh mắt không thể tưởng tượng của liễu xuyên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn liễu xuyên hét thả một tiếng cúi đầu vừa nhìn trên người đã nhiều hơn chín vết máu chín lỗ máu đỏ tươi máu từ bên trong trào ra liễu xuyên nhất thời cảm giác thân thể vô lực cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mờ nhạt sao có khả năng liễu xuyên mở to mắt nhìn cổ thần không thể tin tưởng bàn tay cổ thần vừa nhấc tử vong chi kỷ, hủy diệt chi châu sát lục chi giới ba kiện pháp khí đều thu thập vào trong càn khôn trạc cấp tốc chạy tới bên người liễu xuyên chỉ một ngón tay vào chán liễu xuyên nói đây là người tự tìm đường chết theo ngón tay của cổ thần liễu xuyên chết tiếp ngã về phía sau bịch một tiếng đã tuyệt khí nói thì chậm nhưng phát sinh cực nhanh từ lúc cổ thần thôi động tam tuyệt đại trận đánh ra một kích đến khi liễu xuyên tử vong tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ba lần hô hấp ngẩng đầu nhìn lên hắc tuyến dao đang phi độn về phái hồ nước đã vượt qua hơn trăm trượng cổ thần lấy ra phi kiếm thông qua tật vũ phi phong gia tốc phi độn giống như lưu tinh đuổi theo phía sau hắc tuyến giao cổ thần đã sớm có chuẩn bị hắc tuyến giao chạy trốn nơi này cách hồ nước rất xa hắc tuyến giao chí ít phải phi động một canh giờ thời gian dài như vậy đủ để hắn đuổi kịp đồng thời đánh chết hắc tuyến giao cổ thần thông qua tật vũ phi phong toàn lực gia tộc so với tốc độ của hắc tuyến giao còn nhanh hơn gấp đôi rất nhanh đã đuổi sát phía sau hắc tuyến giao hơn 10 trượng kiếm cương thanh ly kiếm trương lên cổ thần bổ ra một kiếm từ không trung chém xuống kiếm cương dài hơn bốn trượng kiếm khí dài hơn mười trượng hình thành một thanh cự kiếm hư huyễn thật lớn tự hồ muốn chém bầu trời thành hai nửa một kiếm này đánh xuống cho dù hắc tuyến dao có lân giáp hộ thể nếu bị bổ chúng cũng bị xuyên thấu tận xương một kiếm này của cổ thần nương theo thế hạ xuống hắc tuyến dao không thể né nhất thời sai người hai móng chặn lại một tiếng nổ vang thân thể hắc tuyến dao bị đẩy mạnh xuống đất ầm, ừ, bụi mù nổi lên bốn phía sau một tiếng nổ lớn hắc tuyến dao tạo thành một lỗ trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng một thanh cự kiếm từ trên bầu trời ập xuống đầu tiên là kiếm khí sau đó là kiếm cương, cuối cùng là thân kiếm. Trong một lần chớp mắt, thanh ly kiếm đã xuyên thấu của yêu hầu hắc tuyển dao. Sau một hồi dãy ruộng kịch liệt, giết cào vang trời, hắc tuyến dao vô lực, nằm trên mặt đất không động một chút, đã tuyệt khí. Cổ thần thông qua thanh ly kiếm bổ xuống một kiếm, trực tiếp cắt đứt đầu hắc tuyển dao. Cầm dao cân phía sau, rất nhanh rút ra ngoài, cổ thần mừng mỡ nhìn dao cân màu đen trong tay. Đây chính là dao cân của hắc tuyển dao, so với long cân không kém hơn bao nhiêu. Một sợi dao cân, từ đầu dao tới đuôi, dài đến 10 trượng cổ thần dùng thanh ly kiếm chém xuống mấy kiếm nếu không cùng chân khí tiên thiên toàn lực thôi động kiếm cương ngay cả pháp khí thượng phẩm như thanh ly kiếm cũng không để cắt đứt dao cân nếu như luyện thành pháp khí coi như là dùng kiếm cương cũng không thể chặn đứt được dao cân dài tới 10 triệu chỉ cần phân nửa dung nhập vào tù linh tác là có thể luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm đến khi đó cho dù là tu sĩ si tiên thiên cảnh hậu kỳ bị tù linh tác vây khốn cũng không thể chạy thoát cổ thần chém dao cân thành hai đoạn phân nửa dung nhập vào tù linh tác luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm một nửa khác phối hợp với những tài liệu khác cũng có thể luyện chế được một kiện pháp khí thượng phẩm tù linh tác thứ hai thu thập dao cân vào cản khôn trạc ánh mắt cổ thần rơi vào thi thể hắc tuyến dao toàn thân hàn tuyến dao không chỉ riêng dao cân mới là đồ quý sừng cốt lần giáp máu tươi đều có tác dụng dao lân đen kịt không phải pháp khí thượng phẩm không thể phá được đủ để so với pháp khí phòng ngự trung phẩm nếu như luyện thành pháp khí cộng thêm một ít tài liệu đủ để luyện thành pháp khí thượng phẩm dao lân chính là tài liệu quen thuộc luyện chế áo giáp hắc tuyến dao này đã thành niên, dài hơn 10 trượng, thân to bằng thân người. Nếu như lột toàn bộ dao lân xuống, đủ luyện chế thành hơn 10 bộ áo giáp. Ngoại trừ dao lân, còn có bốn dao chảo. Bốn dao chảo này cho dù là pháp khí thượng phẩm thanh ly kiếm cũng khó tổn thương nó. Luyện vào pháp khí, tuyệt đối khiến phẩm chất pháp khí tăng nhiều, cộng thêm một số tài liệu đặc thù, thậm chí có thể luyện được pháp khí cực phẩm. Pháp khí cực phẩm là cấp bậc cao nhất của pháp khí, không chỉ cần tài liệu tốt nhất, còn cần phải kỹ thuật luyện chế rất cao, so với luyện chế pháp khí thượng phẩm khó khăn hơn rất nhiều hầu như tất cả tu sĩ tới thân hải cảnh có đủ điều kiện luyện chế vào bảo cũng không nhất định luyện chế được pháp khí cực phẩm hiện tại cổ thần không có cách nào luyện chế pháp khí cực phẩm nhưng có thể thu lại bốn dao chảo. các sư trong càn khôn trạc chờ sau này kiếm được tài liệu tốt lại lấy ra luyện chế cũng không muộn rút dao cân lột dao lân chém dao chảo, cổ thần chém một kiếm vào bụng hắc tuyến dao cắt một lỗ hồng lớn tay phải hút mạnh một viên trâu lớn chừng nắm tay bay ra đây chính là yêu đan của hắc tuyến dao yêu thú bình thường cần phải tiến vào thân hải cảnh mới kết xuất yêu đan nhưng có một số yêu thú đặc thù tiên thiên cảnh đã có thể kết xuất yêu đan giao chính là một loại trong số đó giống như phệ linh thú trích hồ cổ thần đụng phải trước đây hai loại yêu thú này cực kỳ hiếm thấy sinh hoạt trong những điều kiện rất đặc thù phệ linh thú dựa vào khoáng mạch linh thạch mà sinh trích hồ lại sống trong dung nhan nóng chảy hoàn cảnh đặc thù khiến thân thể của chúng so với yêu thú bình thường có chút khác nhau sớm kết xuất yêu đan chính là một trong những điểm khác nhau này giao bởi vì có huyết mạch của long là vương giả trong yêu thú tiên thiên thực lực so với yêu thú cùng cảnh giới bình thường khác mạnh mẽ hơn nhiều lắm chính là nguyên nhân kết xuất yêu đan từ sớm giao đan một bóng trắng dài hơn một tóc từ trong ống tay áo cổ thần nảy ra tiểu bạch biến thành một thước nhảy lên bờ vai cổ thần hai mắt nhìn chằm chằm và yêu đan trong tay cổ thần cổ thần nói mới có yêu đan ngươi liền vội vã rồi hi hi Ai bảo trong trí nhớ của Tiểu Bạch có phương pháp luyện hóa yêu đan? Một viên yêu đan này có thể giúp ta tăng trưởng không ít tu vi. Tiểu Bạch vui vẻ hớn hở nói. Cầm đi vậy. Cổ thần tung nhẹ yêu đan lên bờ vai. Tiểu Bạch há miệng, trực tiếp nuốt viên yêu đan vào trong bụng, không nói thêm tiếng nào, nhắm mắt luyện hóa. Sau đó, cổ thần bước tới gần hắc tuyển dao, đào lấy chiếc sừng trên đầu nó, thu vào trong càn khôn chạc trên cơ bản. Những thứ tốt nhất trên người hắc tuyển dao đều thu thập xong. Cổ thần tìm kiếm bên cạnh một ít cành cây khô, lại nhờ tới thi thể hắc Tuyền dao ngay bên cạnh đốt một đống lửa, cắt lấy một khối thịt dao thật lớn, lấy cây củ xuyên qua, đặt lên trên bếp lửa. Thịt dao tuy rằng thua kém thịt long, nhưng đều là bổ vật, so với thịt chính hổ còn bổ hơn nhiều. Một đầu dao to lớn như vậy bên cạnh, cổ thần lấy xong tài liệu quý giá nhất, tự nhiên không lãng phí số còn lại. Vừa rồi phi độ liên tục một canh giờ, lại vừa mới đại chiến một hồi với liễu xuyên và hắc tuyển dao. Tinh nguyên đã tiêu hào không ít, vừa lúc ăn thịt dao, bổ sung tinh nguyên. Chờ khi cổ thần nướng thịt xong, tiểu bạch mở hai mắt do đan trong bụng tiểu bạch tự nhiên không thể luyện hóa nhanh như vậy mà là do mùi thịt nước khiến nước miếng trong miệng tiểu bạch chảy ra không ngớt cổ thần không chỉ là một gã tông sư đan dược mà còn là tay bếp cừ khôi 500 năm kinh nghiệm không phải vứt đi thường xuyên hành tẩu trốn thâm sơn thì gì hắn chưa từng nướng qua hiện tại có thịt trong tay nhất định làm ra được mỹ vị tuyệt vời sẽ cho tiểu bạch phần lớn miếng thịt nướng sau khi ăn xong cổ thần ngựa kiếm phi hành hơn 10 dặm tìm được một chỗ bằng phẳng khoanh chân ngồi xuống tiếp tục trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ bốn hiện tại hắc tuyến giao đã chết lãnh địa của nó không còn tồn tại mà thân thể của nó cổ thần không thể mang đi hết tự nhiên sẽ đưa tới yêu thú khác tu luyện ngay bên cạnh thi thể hắc tuyến giao tự nhiên không thể yên tĩnh nguyên bản cổ thần dưới trạng thái bình thường đại chiến nửa canh giờ với hắc tuyến giao Bình cảnh tiên thiên tầng thứ tư hẳn là có thể đột phá được nhưng Liêu bách xuyên xuất hiện khiến cổ thần phải sử dụng thiên cương thối để đại pháp cường hóa thân thể tuy rằng chiến đấu ngay sau đó mười phần kịch liệt nhưng đối với đột phá bình cảnh lại không có hiệu quả gì nhiều tuy rằng không đột phá được bình cảnh thế nhưng đại chiến một hồi với hắc tuyến giao cũng khiến bình cảnh bị dao động không nhỏ nguyên bản cần 10 ngày nửa tháng mới đột phá bình cảnh hiện tại cảm giác tối đa 3 ngày là có thể đột phá dựa theo thói quen cổ thần tu luyện tới nửa đêm mới đi vào giấc ngủ một đêm yên tĩnh ngày hôm sau tỉnh lại trải qua một loại công đoạn rèn đúc thân thể lại lấy ra một phần thịt dao hôm qua cắt trong cản khôn chạc nướng ăn cổ thần nổi lên tâm tư muốn luyện khí chuẩn bị dung nhập nửa đoạn dao cân vào tù linh tác luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm đối với tu sĩ si, dưới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy có uy lực phi thường to lớn ngay cả tu sĩ si, tiên thiên cảnh bị vây khốn chân khí tiên thiên sẽ bị trói buộc càng được nói là tu sĩ si, dưới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy nhất định không thể chống đối đúng lúc này cổ thần phát hiện hai trăm dặm phía đông nam có hai đạo đội quang thong thả bay qua đây tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó hai người này chính là trưởng lão vạn gia vạn hữu tiểu vạn hữu căn hai người tìm kiếm hơn tháng hai hội họp với nhau bởi vì liễu xuyên vẫn tìm kiếm cổ thần tại chỗ sâu đông hoang vì vậy hai người cố ý kéo giãn khoảng cách với liễu xuyên ngày hôm qua hai người đi theo hai phương hướng khác nhau kết quả không có tin tức hôm qua hai người đều cảm giác được phương hướng liễu xuyên di chuyển có ba động linh khí cực lớn tựa hồ có tu sĩ đại chiến hai người sau khi hội họp thì trời đã tối chờ tới hồng đông hôm sau mới tìm tới phương hướng linh khí ba động chậm rãi tìm kiếm nửa canh giờ đột nhiên vạn hữu tiêu Chỉ về về trải nói đỉnh núi bên kia có vết tích chiến đấu tàn phá nghiêm trọng đi qua xem đi vạn hữu tiều nói hai người bay sang ngọn núi nhỏ có một cỗ thi thể đến gần khoảng cách chầm trượng vạn hữu cân cả kinh nói nước mắt với vạn hữu tiều ánh mắt hai người đối diện đều có vẻ ngoài dữ liệu y phục của cỗ thi thể kia so với y phục của liễu xuyên gặp được cực kỳ giống nhau liễu xuyên có cùng cảnh giới với hai người là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu nơi này là địa bàn của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ năm sao có thể vẫn lạc nguyên nhân chính là như vậy hai người mới không xác định cỗ thi thể kia chính là liễu xuyên thẳng cho tới khi hai người hạ xuống đỉnh núi Dung mạo của Liễu Xuyên hiện ra trước mắt hai người vô cùng rõ ràng, hai người mới xác định, đây chính là thi thể Liễu Xuyên. Tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ sáu vẫn lạc tại đây. Vạn Hữu Tiên và Vạn Hữu Căn quan sát bốn phía, thân tình tương đối ngưng trọng, xác định không có nguy hiểm gì khác, ánh mắt hai người mới một lần nữa rơi vào thi thể Liễu Xuyên, nhãn thần kinh động như trước. Mấy ngày hôm trước, hai người vừa mới gặp mặt Liễu Xuyên, không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp bờ bờ lại, Liễu Xuyên đã trở thành người chết. Tuy nói trong Đông Hoang vẫn là không ít tu sĩ si tiên thiên cảnh, nhưng đây chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, tu sĩ si tiên thiên cảnh tầng thứ sáu. Chỉ cần không bước vào địa bàn yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ sâu trong Đông Hoang, thông thường rất khó xuất hiện vẫn lạc. Cho dù là bị hai ba đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ sáu vây công, đánh không lại cũng có thể trốn thoát được. Trên người hắn có chỉ lỗ máu, hẳn là đồng thời cùng một lúc đánh ra. Nhìn vết thương trên người liễu xuyên, vạn hữu tiểu nói. Vạn Hữu Căn gật đầu, nói, không sai, không ai buồn chán tới mức đối thủ đã chết lại đánh ra mấy lỗ máu, có thể đồng thời đánh ra chín đạo công kích, Liễu Xuyên ngay cả một đạo cũng không thể chạy trốn được, xem ra hung thủ giết chết Liễu Xuyên, tu vị trí ít cũng là tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiên thiên cảnh tầng thứ 8, đối với hai người mà nói, chính là tồn tại vô cùng kinh khủng. Vạn Hữu tiểu chuyển động một vòng, kiểm tra xung quanh nói, vết tích chiến đấu nơi này, ngoại trừ Liễu Xuyên ra còn có một người, một đầu yêu thú. Vạn Hưu cần quét mắt nhìn qua, ngạc nhiên nói: Hai người một đầu yêu thú, lẽ nào giết chết Liễu Xuyên chính là đầu yêu thú này? Yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ tám trở lên sao lại chạy tới đây? Ở đây chỉ có thi thể Liễu Xuyên, hai người một đầu yêu thú, theo lẽ thường mà nói, hẳn là hai người liên thủ đánh một yêu thú mới đúng. Bất quá nơi này không nên có yêu thú lợi hại như vậy, còn có tung tích một người và một thú hoàn toàn không thấy. Chẳng lẽ là Liễu Xuyên bị gã tu sĩ kia giết chết? Vạn Hữu tiểu phân tích nói, không có khả năng, có yêu thú xuất hiện, đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ còn tự giết lẫn nhau vạn hữu căn nhíu mày nói Giờ các tu sĩ ai có thể nói chuẩn xác đây vạn hữu tiêu nhìn thoáng qua bốn phía chỉ sang một phương hướng nói nhìn dấu hiệu kia hẳn là một người và một thú chạy theo phương hướng này chúng ta tới xem nếu thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ tám vạn hữu căn nghi hoặc hỏi vạn hữu tiêu cười hắc hắc nói sợ cái gì báo ra danh hào vạn gia thanh thái dương ai dám động thủ với chúng ta hai tay liên thủ cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ tám cũng không dễ dàng lưu chúng ta lại Vạn Hữu Căn gật đầu, hai người phi đội bay về phái trước khoảng cách mấy nghìn trượng, thấy mặt đất phía trước xuất hiện một đống thịt thật lớn, đống thịt này dài hơn 10 trượng, thân to như thân người, hai người hạ xuống mặt đất, trong ánh mắt kinh ngạc, chẳng lẽ lại là một đầu mãng xà yêu? Vạn Hữu Căn hỏi, Vạn Hữu Tiêu nhìn trái nhìn phải, trong bụi cỏ tìm thấy một cái đâu? kinh hại nói, đây là một đầu dao. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, kêu lên, đầu dao này và Liễu Xuyên là cùng một tù sĩ giết chết giết liễu xuyên lại giết một đầu dao trong lòng hai người xuất hiện hàn khí bay lên không trung cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh nhìn bên kia còn có ánh lửa đột nhiên vạn hữu cân chỉ ngón tay về phương hướng hơn mười dặm thân tình do dự phương hướng vạn hữu Hư cân chỉ chính là chỗ cổ thần đang nghỉ tạm qua thử xem vạn hưu tiểu dẫn đầu bay về phía chỗ phát ra ánh lửa vạn hữu cân đuổi theo nói phải cẩn thận một ít nếu như thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ tám trở lên chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đáp lại âm cẩn thận trên hết vạn hữu tiểu gật đầu Tối một canh giờ cổ thần mới dung luyện thành công nửa đoạn giao cân vào trong tù linh tác từ lúc này tù linh tác đã trở thành pháp khí thượng phẩm rồi nhìn tù linh tác trong tay trên mặt cổ thần nở nụ cười hài lòng cổ thần có người tới đột nhiên thanh âm của tiểu bạch vang lên bên tai cổ thần ở đâu cổ thần hỏi Sai người nhìn bốn phía không cần tiểu bạch trả lời cổ thần đã nhìn thấy hai đạo độn quang phi độn về phía hắn hứ chỉ là một tiểu tử tiên thiên cảnh tầng thứ bốn hai con mắt vạn hữu ca như điện khoảng cách còn mấy trăm trượng đã nhìn ra được tu vi của cổ thần tiểu tử này hình như là ngư khí vạn hữu tiểu cả kinh một bức họa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn nhìn vào bức họa người trong bức họa và cổ thần giống nhau như đúc vạn hữu tiểu kinh hỉ nói đây chính là tiểu tử chúng ta muốn tìm ha ha may mà chúng ta qua đây xem không thì đã bỏ lỡ tìm hai tháng rốt cuộc cũng tìm được tiểu tử này rồi vạn hữu căn hài lòng nói nếu đã không phải tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên hai gã trưởng lão vạn gia lập tức đẩy nhanh tốc độ rất nhanh liền hạ xuống trước mặt cổ thần hơn 10 trượng hai đạo độn quang tiêu tán vạn hữu tiều và vạn hữu cần xuất hiện trước mặt thấy hai người này ánh mắt cổ thần nhất thời lạnh lùng kiếp trước đám người vạn gia huyết tẩy cổ gia có hai người này nhất thời sát khí trong lòng bốc lên tiểu tử ngươi chính là cổ thần vạn hữu tiều vừa hạ xuống đất bước vài bước về phía cổ thần hỏi cổ thần lạnh lùng gật đầu sắc mặt vạn hữu tiều nghiêm túc tiếp tục hỏi ngươi cũng biết vạn nhân kiếm vạn nhân kỳ. cổ thần tiếp tục gật đầu nửa năm trước ngươi có phải từng cùng với vạn nhân kiếm vạn nhân kỳ từ thành thái dương tiến vào đông hoang Vạn Hưu Căn bước về phía trước một bước, trịnh trọng hỏi. Cổ thần vẫn gật đầu. Vậy hiện tại bọn họ ở nơi nào? Vạn Hữu tiểu. Vạn Hưu Căn cùng kêu lên hỏi. Vạn Thiên Thụy chỉ có một trai một gái Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ trong lúc hoàn bế quan. Hai người đồng thời thất tung, khiến cao tầng Vạn gia vô cùng tức giận. Nếu như sau khi Vạn Thiên Thụy xuất quan, Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ còn chưa tìm được, Vạn Thiên Thụy tuyệt đối sẽ phát cuồng. Các người thực sự muốn biết hạ là của bọn họ. Cổ thần nhìn chằm chằm hai người nói. Tiểu tử, bọn họ ở đâu nói mau vạn hữu tiểu vội và quát hỏi cổ thần nhàn nhạt, nhạt nói bọn họ đã đi tới địa phương rất xa sợ là khó có thể trở về được hai người ngẩn ra cùng kêu lên hỏi đi nơi nào cổ thần bình tĩnh nói hai vị muốn tìm họ như vậy sao ta có thể lập tức dẫn hai người đi tìm bọn họ tiểu tử thối bớt lời thừa đi nhân kiếm và nhân kỳ ở nơi nào ngư khí của cổ thần khiến vạn hữu tiểu rất không thoải mái cả giận nói cổ thần nún vui nói đã chết cái gì sắc mặt vạn hữu tiểu vạn hữu căn tái nhợt vội la lên bọn họ thế nào lại chết Tiểu từ thối đừng nói bậy cổ thần cười cười nói ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết ca gì vạn nhân kiếm vạn nhân kỳ đã chết vạn hữu tiểu vạn hữu cắn liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều nghĩ đến sau khi vạn thiên thủy xuất quan sẽ bộc phát lửa giận như thế nào nếu như không tìm ra hung thủ chỉ sợ bọn họ phải chịu đựng vạn thiên thủy chút lửa giận bọn họ chết như thế nào là ai giết bọn họ vạn hữu tiểu hỏi cổ thần vỗ vỗ ngực cười hắc hắc nói chính là tài hạ Vạn hữu tiểu, vạn hữu căn đồng thời cả kinh, có chút không tin tưởng nhìn cổ thần, cũng kêu lên nói, là ngươi, cổ thần gật đầu, cười nhạt, không sai, chính là ta, các ngươi đều đã tới, ta cũng nhân loại giết chết các ngươi, giúp các ngươi đi gặp vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ, ha 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 ha, vạn hữu tiểu cười to, nói, khá lắm, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mà kệ nhân kiếm và nhân kỳ thế nào rồi, bọn họ cùng với ngươi tiến vào đông hoang, tùng tích của bọn họ nhất định có liên quan tới ngươi, cho khi ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến ngươi phải nói thực cuồng vọng vạn hiểu cần cũng quát giận cổ thần lắc đầu thở dài một tiếng nói ai ta nói chính là sự thực các người lại không tin chờ ta tiễn các người đến gặp vạn nhân kiếm vạn nhân kỳ các người sẽ không nghi ngờ nói xong cổ thần mở trừng trừng hai mắt thân thể khẽ động vẽ lên một đạo tàn ảnh một đạo kiếm cương chợt lóe nhắm thẳng vạn hữu tiểu đâm tới kiếm trước cửu nhân huyết tẩy cổ ra cổ thần không thể báo thù kiếp này từng bước từng bước khiến bọn họ phải trả lại đầy đủ từ lúc nhìn thấy hai người cổ thần đã động sát khí tốc độ thực nhanh Vạn Hữu Tiêu biến sắc, trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu Từ thoạt nhìn mới chỉ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 trước mắt dĩ nhiên có tốc độ công kích nhanh như vậy, bất quá, phản ứng của Vạn Hữu Tiêu cực nhanh, trong nháy mắt lấy ra một thanh cự phủ, hoành trước ngực ngăn lại, đưa một tiếng, thanh ly kiếm va chạm với cự phủ, cự phủ này tên là Khai Sơn phủ, là một kiện pháp khí trung phẩm, cổ thần không dùng thiên cương thối thể đại pháp công hóa thân thể, tốc độ một kiếm này tuy nhanh, nhưng vẫn bị Vạn Hữu Tiêu ngăn cản rất đơn giản, bên cạnh trợt lấy quang mang một thanh xoa ba mũi mang theo cương khí đâm thẳng vào cổ thần tốc độ cực nhanh vạn hữu căn xuất thủ rồi thân ảnh cổ thần chợt lấy so với hắn nhanh hơn nhiều tránh thoát được công kích tiểu tử giam đánh lén ta ta sẽ khiến người hối hận vì đã sinh ra đời mặc kệ nhân kiếm nhân kỳ xảy ra chuyện gì người đều chết chắc rồi vạn hữu tiểu giận dữ nói đồng thời thanh cự phủ trong tay vạn hữu tiểu hạ xuống vé lên một đạo cương mang dài trưởng rưỡi chém thẳng vào cổ thần thân thể vạn hữu căn nhảy về phía trước đi theo phía sau cự phủ cương mang tan tiêm xoa trong tay bành trướng thẳng đâm vào ngực cổ thần có tật vũ phi phong trong người tốc độ cổ thần nhanh hơn giống như quỷ mị thân thể nhoáng lên liền tránh thoát được công kích từ cự phủ tam tiêm xoa của vạn hữu căn cũng đâm vào khoảng không kiếm cương thanh ly kiếm đại trướng quay sang vạn hữu tiểu mạnh mẽ chạm xuống thực lực của vạn hữu tiểu vạn hữu căn so với liễu xuyên tương dương nhau hơi kém một chút so với hắc tuyển giao cổ thần dựa vào ưu ừ thế tốc độ dưới trạng thái bình thường cũng có thể chống đỡ được hai người vừa lúc thúc đẩy đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ năm kiếm cương cao mấy trượng đánh xuống vạn hữu tiểu không hề né tránh ngược lại nở nụ cười hai tay giơ lên cao một đạo cương chảo tiên thiên ngưng tụ trước trưởng chính là chân khí tiên thiên ngăn chặn lại một kiếm của cổ thần không dùng pháp khí bằng cương chảo tiên thiên đã nghĩ ngăn được công kích của cổ thần không khác người si nói mộng trừ phi là tu sĩ thần hải cảnh kết thành cương chảo pháp lực mới có thể ngăn cản được kiếm cương của cổ thần thế nhưng cổ thần không tiếp tục chặt bỏ mà là thu lại kiếm cương Thân thể một lần nữa quỷ mị biến mất, xoẹt, một tiếng xe gió từ chỗ cổ thần vừa mới di chuyển vang lên, chính là Vạn Hữu Tiêu vừa ném phi phủ, tự động bay trở lại, nếu vừa rồi cổ thần tiếp tục bổ xuống, Vạn Hữu Tiêu bằng vào cương trào tiên thiên có thể ngăn cản được một chút thời gian, thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, thân thể cổ thần sẽ bị Khai Sơn phủ chém thành hai nửa rồi, thấy cổ thần cư nhiên tránh được phi phủ, Vạn Hữu Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc cánh tay chưa dừng lại cùng với công kích của vạn hữu cần tiếp tục áp bách về phía cổ thần cổ thần dưới trạng thái bình thường không thể tiếp được hai người đồng thời công kích chỉ là một mặt dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh đồng thời tìm kiếm thời cơ né tránh tuy rằng thật nhìn bị vây trong thể yếu bị hai người vạn hữu tiều và vạn hữu cân đuổi theo không rời tuy nhiên trên thực tế cổ thần lợi dụng cảm giác bị vây trong nguy hiểm này toàn lực đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4.